Phương Quế xin kính chào các khán thính giả của Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả thân mến. Đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2078 của Hồng Việt TV, 2038 của đài Hồng Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm, đêm nay 8 giờ rưỡi sáng thứ tư, 3 giờ chiều thứ năm và 4 giờ rưỡi chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rủ vỏ sách đèn lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình gian dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng hát hậu phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm buồn vui thời chinh chiến. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến. Xin email về tiếng hát hậu phương @yahoo.com. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình qua số điện thoại 714-933-7877. Kính thưa quý vị, hôm nay tiếng hát hậu phương xin quý vị cùng chào đón anh Huỳnh Tấn Lê, anh là cán bộ dân vận Chiêu Hồi. Dạ, mời anh. Dạ, xin cảm ơn chị Phương Hồng Quế và xin cảm ơn chị. Chúng tôi là Huỳnh Tấn Lê, xin kính chào quý khán giả của đài Hồng Việt TV. Dạ, em Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, dạ. Chào anh Huỳnh Tấn Lê cũng dạ. Như nghĩa xưa. Ông anh này là cán bộ dân vận Chiêu Hồi, tức là cùng chung một cái cơ quan với mình, đơn vị với mình, mà mời anh đó rất là nhiều lần. Hôm nay anh mới dừng bước đến chương trình Tiếng Hát Hậu Phương bởi vì biết rằng anh rất là bận rộn, nhiều việc lắm, mà cũng cố gắng đến đây thì chốc nữa sẽ nói đến những công việc của anh làm rất là đa đoan, thưa quý vị. Dạ, cảm ơn anh. Cũng như là câu hỏi đầu tiên của chúng em là xin anh cho biết là anh quê quán ở đâu và lớn lên ở đâu thưa anh? Dạ, chúng tôi là Huỳnh Tấn Lê. Chúng tôi sinh năm 1948 tại Phú Yên, quê hương mà ở miền Trung sâu Nha Trang, Nha Trang, Phú Yên xong rồi tới Quy Nhơn. Nơi quê hương này, quê hương mà rất khô cằn, sỏi đá, nơi mà dãy Trường Sơn đi gần ra biển để chiếm hết đất của Việt Nam. Mà tuy nhiên như vậy nhưng có nhiều con sông chạy ngang và có những vùng đồng bằng đủ súc để cung cấp lúa cho các tỉnh, mà nhất là trong cái chiến dịch Ách Lăng từ năm 1945 đến năm 1954 đủ sức để cung cấp lúa cho tất cả những cái tỉnh của liên khu 5, của 5 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Dạ. Em thấy thì... Phú Yên đẹp lắm chứ anh? Dạ, Phú Yên đẹp. Rất bây giờ đẹp. Người ta làm có những cái đẹp nhưng mà tại khác gần bờ biển và núi đã chiếm gần hết rồi. Dạ. Có rất nhiều nhân tài ở Phú Yên nha anh. Dạ. Thì tỉnh nào cũng có những nhân tài, ở đâu cũng có những Phú nhân Yên tài. Cũng có nhiều nhân tài. Nghe cái tên thì có nhiều người xa lạ. Ở quê tôi có hai cái nó án ngữ của quê tôi là có đèo Cù Mông đi ra ngoài Quy Nhơn qua một cái đèo và đi vào phía nam thì có đèo Cả. Đèo Cả hai cái đèo đi rất khó khăn ấy. Hai cái đèo là chặn đường anh em ở Phú Yên chúng tôi để đi ra, đi ra ngoài Bắc hay đi vào trong Nam. Mỗi lần mà đi ngang đèo Cù Mông với đèo Cả đó ui giời, sợ lắm, tại vì nó cù chỏ không có nghĩa nhớ không nó queo cù chỏ không mà sợ lắm. Quê hương Phú Yên của anh ha, mà anh có trở về Phú Yên được lại không anh? Dạ, chưa lần nào trở về. Hồi xưa tôi đi học tập thì có về đó để đi học tập, tại vì bị bắt về đó. Nhưng từ hồi mà đi qua tới Mỹ bây giờ chưa có một lần trở về quê hương. Tôi cũng muốn lắm nhưng mà không dám. Như vậy là từ thuở thiếu thời là anh lớn lên ở Phú Yên và anh cũng đi học ở Phú Yên hay là anh đi học ở Sài Gòn hay ở thưa khi học ở trung học thì chúng tôi học ở trường Nguyễn Huệ Tuy Hòa. Trường Nguyễn Huệ Tuy Hòa. Ở đó có một trường Tuy Hòa. Tuy Hòa là cái tỉnh lỵ của quận lỵ của Phú Yên. Là tỉnh lỵ Phú Yên ở đó. Và khi còn nhỏ đến tốt nghiệp trung học lúc năm 18 tuổi thì chúng tôi đi vào Sài Gòn. Thì Tuy Hòa là em thấy nhớ xuống cái đèo Cả là có nguyên cái tảng đá mà đứng ở trên giống như là ai cũng nói là hòn Vọng Phu đó anh. Đúng rồi, có. Phải không anh? Dạ, em còn nhớ cái tảng đá lớn rất là lớn đứng trên đỉnh núi. Có núi đá bia ở đó nữa. Mà Vũng Rô là những năm mà những năm 63, 64 có những trận đánh rất lớn, Việt Cộng đã đưa về đó để chứa bao nhiêu vũ khí của Việt Cộng. Và có những trận đánh giữa hai quân và bên Việt Cộng, trận đánh rất lớn.
Dạ, ở đó. Yeah. Mà lúc đó là anh đã đi... Lúc đó tôi còn rất nhỏ, tôi học đại lục đại ngũ thôi. Nhưng mà tôi có người anh ruột của tôi, là ảnh là Hải quân khóa 12, sĩ quan Hải quân Nha Trang khóa 12. Ảnh làm viên đoàn trưởng ở Hải quân ở đó. Cho nên anh tham dự trận chiến thì ở nhà mình rất là sốt ruột. Ở nhà ai cũng sốt ruột hết. Nhưng mà gia đình anh có bao nhiêu người đi quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì anh? Dạ, gia đình tôi có bốn anh em trai thì tôi còn nhỏ không đi, ba anh em tôi đi hết, ba người anh tôi đi hết. Và một anh tôi thì lớn, anh làm chỉ huy trưởng ở Hải quân Duyên đoàn 23 ở Phú Yên. Còn những anh khác thì đi bên địa phương quân Nghĩa quân, cũng sĩ quan mà đi về đi địa phương quân Nghĩa quân. Có một anh ở rất trẻ như tôi, ông kề tuổi tôi, anh sắp sửa đi lên đường đi Thủ Đức. Thì có một ngày anh ngủ ở nhà với tôi. Ở nhà tôi thì dùng, quê của tôi là dùng xôi đậu. Thì hồi tôi nhỏ nhưng mà tôi nhanh lắm. Khi cộng sản nó tới, mọi người la nó có cộng sản đang xuống. Thì anh nói thôi, anh ngủ một cái rồi tính. Tôi lo chạy trước, xách xe đạp tôi chạy xuống, tôi khỏi bị chết. Nó xuống, nó bắt được ảnh và nó làm cáo trạng, nó bắn ngay tại chỗ luôn. Tôi có một anh rồi bây giờ. Rồi ở đó gia đình cũng không nhận xác được. Mà chị tôi chôn ngay tại ở bờ suối đó thôi. Tại vì nó đâu có cho nhận về. Thì tức là anh có bốn anh em. Dạ, bốn anh em, một ông bị cộng sản bắn. Dạ, một cộng bắn tại chết. Chỗ. Dạ. Yeah. Thì họ tính bắn hết mấy anh em tôi luôn, nhưng mà nhờ tôi chạy sớm cho nên giờ tôi còn ngồi ở đây. Yeah. Thì cũng may mắn lắm. Ở quê tôi thì nó có hai thành phần thôi. Một là quốc gia, hai là cộng sản. Yeah. Tại vì sau, ở đó là coi như liên khu 5 ở tỉnh miền Trung. Thì trong thời cộng sản, trong thời 9 năm kháng chiến, thì nhiều người để theo cộng sản lắm, mà cộng sản chỉ cho những người nào cán bộ từ cấp quận trở lên mới được đi tập kết, tức là ra ngoài Bắc á. Nếu mà chị hát bài chiến, nghe bài Chiến đò vĩ tuyến của Lâm Phương thì chị biết. Thì những anh em nào làm từ cấp quận trở lên thì được đi tập kết ra ngoài Bắc, những anh em còn ở lại thì phải ở lại. Họ nói là họ hẹn ngày trở lại. Cho nên gia đình nào mà có cộng sản, gia đình nào có người theo cộng sản thì họ cộng sản, mình biết vậy. Và gia đình nào quốc gia là quốc gia. Dạ. Thành ra ở ngoài đó cũng khó khăn lắm, đường ranh quốc cộng rõ ràng lắm. Dạ. Nhất là nhà quê mà nhà nào là biết liền. Nhưng mà rồi hai bên cũng giao thiệp qua lại. Mình cũng giao thiệp vậy, tại phần lớn biết, cũng bà con nhưng biết họ là cộng sản, họ là mình là mà quốc gia. Mà cho tròn xóm gì khi không có dòng họ nữa chứ. Dạ, dòng họ cả họ luôn. Thì ai cũng biết hết, trong làng ai cũng biết hết. Gia đình nào cộng sản, gia đình nào quốc gia. Thì cái đó là cái ở người miền Trung nó khổ lắm, khổ sống đó ở quê hương khi đầu mùa lúa thì rất khô cằn, không có nước đầu mùa lúa, nhưng mà khi lúa lên tới mùa lúa hái lúa về thì trời lục ngập liền, không kịp một vài ngày là không kịp đem lúa về. Bởi vì quê hương miền Trung khổ sở, những người lớn lên ở đó rất trời là gay gắt. Trời hành cơn lục mỗi năm đó, miền Trung. Cơn lục mỗi năm. Miền Trung là lục khi mỗi tới năm. Mùa gặt lúa là lục. Yeah. Rồi tới mùa cấy lúa là khô. Nó khổ như vậy. Ngược vậy đó anh. Nó ngược như vậy, nó khổ. Dạ thưa anh, và cái anh lý do nguyên nhân nào mà anh gia nhập Bộ Dân vận Chiêu Hồi thưa anh? Dạ thưa, khi vô Sài Gòn thì chúng tôi theo học ở trường luật khoa Đại học Đường. Và sau đó thì vào trường quốc gia hành chánh. Khi học trường quốc gia hành chánh ra, tức là trường đó là ra ai cũng đi làm công chức. Thì chúng tôi trong suốt những mùa hè chúng tôi phải đi quân trường. Đi quân trường để học tập quân sự. Và sau khi ra trường thì họ có những nhiệm sở ở trong trường, họ công bằng lắm, có những nhiệm sở. Ai muốn chọn đi đâu thì muốn. Nhưng tôi thích ra Sài Gòn, có những một số bộ ở Sài Gòn thì tôi chọn Bộ Dân vận Chiêu Hồi. Tại tôi cũng thích ngành này lắm. Năm đó anh bao nhiêu tuổi thưa anh? Năm đó là năm 72, lúc đó tôi khoảng 23-24 tuổi. Tức là khi mà anh học luật đó, lúc mà anh vô Học viện Quốc gia Hành chánh thì là khóa mấy vậy thưa anh? Dạ tôi khóa 17. Dạ. Khóa 17. Tức là năm 69 được năm nhận 69, vô. Khóa 17. Dạ. Và sau đó thì là anh gia nhập dân vận năm nào thưa anh? Năm 1972 vừa ra trường. 72. Tôi vừa ra trường thì ở đó họ mới lập là Phú Tổng ủy Dân vận. Dạ. Lúc đó ông Hoàng Đức Nhã về làm tổng vụ trưởng, quyền tổng vụ trưởng. Năm đó là có tuổi tổng ủy trưởng. Dạ, rồi sau đó mới tuyển mấy chị, mới gặp chị. Tôi làm ở sở hành chánh cho nên tôi gặp mấy chị hết. Phát lương, phát lương. Dạ. Có mỗi thứ hai mới chào cờ, mới lãnh lương. Dạ, đúng rồi. Lên chào cờ thôi. Đầu tháng mới mới ca sĩ mới đi chào cờ. Mấy chị làm cán bộ đoàn dân tương trung ương, mấy chị lãnh lương nhiều hơn tụi tôi nữa. Còn nhớ thấy không? Bây giờ anh nhớ bao nhiêu tiền một tháng không? Tôi lãnh lương khoảng 30-31 ngàn, mấy chị lãnh lương 33 ngàn, 35 ngàn. Đâu, tụi em lãnh 40 mấy ngàn. Đây đó còn nhiều hơn nữa, tại phụ cấp mỗi lần chị đi công tác đó, là chị lãnh lương. Có khi em lãnh tới 40 mấy ngàn. Đó là tại mấy anh không có mang áo dài. Nhưng mà sướng lắm, hồi xưa anh Hoàng Đức Nhã là sếp may áo dài cho tụi này không? Đúng à? Rồi, áo dài người ta trả tiền hết. Trời ơi, nghĩa là mỗi lần mà may ở nhà máy thiết lập á hả, là phủ tổng ủy dân vận trả tiền, ví dụ áo nhung đỏ ha, mấy chục cô ca sĩ là hết một loạt vậy. Thôi đó rồi.
Trời ơi, ông tổng trưởng mình á, tôi nhớ có một lần còn trẻ mà mấy chị trong đoàn dân tuyên đi Lào, đi gấp rút lắm, đi Lào phải đi gấp rút ra yểm trợ cho đó. Một chiến dịch bên đó mà không trả tiền ngoài đó, họ không chịu, mấy chị ra đo áo dài kêu tụi tôi trong phòng này phải chạy ra ngoài đó trả tiền cho họ. Mặc áo gấm đó một lần một loạt vậy đó là mấy chục cô vậy đó. Rồi mấy đàn ông là đồ vé xanh, dạ, đồ, bộ bộ mấy túi, người ca sĩ. Túi. Dạ. Rồi anh ở Bộ Dân vận Chiêu Hồi cho tới lúc 75 luôn đó, dạ thưa, cho đến lúc 1975. Thì, nhưng mà làm chức vụ gì trong lúc đó anh dạ, có nói rõ làm, chức vụ cho quý vị khán thính giả làm, biết là anh làm chánh sự vụ sở hành chánh, nơi mà tuyển các chị, nơi mà làm những công tác thí dụ như anh cao tinh hả anh? Dạ không, cái đó là bên đây nó kêu human resource, human resource nhiều hơn để tuyển người á. Chứ phải bắt lương hay nhân viên. Tụi tôi chỉ làm lương đề nghị, thí dụ chị đi công tác, tụi tôi làm cái sự vụ lệnh đi công tác, xong rồi chuyển tới tài chánh, họ phát tiền cho chị. Thí dụ đi công tác hai chuyến thì là có được qua tiền hay không, là do anh phải hành chánh. Tụi tôi cô này cô đi hát hai chuyến đưa qua, thí dụ bồi dưỡng bao nhiêu đó. Dạ đó đó. Cái nào mà hai chuyến mà ghi vô ba chuyến không anh? Dạ cũng có đó. Vậy tụi em nhờ có nhiều người có cảm tình, họ làm lung tung hết, nhất là mấy người nhân viên. Mấy người nhân viên họ cũng làm, nhưng mấy em mà vô ẹo ẹo cái là hai thành ba luôn. Dạ, không có đâu. Mấy người thì lâu lâu cũng có nhưng những mà ca sĩ được ưu tiên. Hồi xưa ông tổng trưởng Hoàng Đức Nhã của mình là ca sĩ là số 1 luôn. Đi đâu đó nha, là nhất là ca sĩ nữ nữa, thấy không? Số 1 rồi mới đến nam, lady first. Chị nhớ là lúc ông tổng trưởng về đó là vui lắm. Dạ. Tụi này vô Dinh Độc Lập hát này cái nọ vui lắm kìa. Dạ. Mỗi lần đi vui là tại một đoàn dài lắm. Mấy chục người luôn, tất cả ca sĩ ở Sài Gòn là đều vô đó hết mà. Hoàng Đức Nhã là người đầu tiên chủ trương lập đoàn văn tuyên trung ương để tuyển dụng hết tất cả những nghệ sĩ nổi tiếng. Chị Lệ Thu đó. Nè, chị Khánh Ly nè, Karen Kim, Ngọc Minh, everybody. Rồi cái ngày 30 tháng 4, ngày cuối tháng 4 đó anh ở đâu thưa anh? Dạ thưa ngày cuối tháng 4, tại vì tôi có ông anh Hải Quân đó, ông anh tôi làm Hải Quân nó đi vào giờ thứ 25. Anh đang lái làm thuyền trưởng tàu Nam Việt, khi anh hết Hải Quân rồi anh qua làm tàu Nam Việt. Bỏ đồ gì đó hết để chuẩn bị đi, tàu đổi nhà bè. Tới giờ thứ 25 không đi, cái người thường phó của anh nó phải lái đi rồi. Anh và tôi ở nhà tất cả đều vô trại học tập hết, cả họ anh em hết đi vô trại học tập, không đi được hết. Mà tới nỗi nhà tôi có hai ba người bạn tôi học cùng lớp với tôi ở nhà tôi luôn ở Sài Gòn, họ bay về, họ bay đậu ngay trên chỗ dân vận của mình để kêu tôi đi. Tôi không đi, tôi nói tôi sắp sửa đi với ông anh nhân rồi. Thành đó là cái lý do mà tôi đi vô trại tù hết, bị kẹt ở lại. Dạ, bị kẹt ở lại. Nhưng mà anh á là cán bộ hành chánh thôi, thì như vậy thì tại sao mà Việt Cộng nó lại kêu anh đi ra gì đó trình diện hay như thế nào thưa anh? Dạ thưa, cấp trình diện từ cấp chánh sự vụ trở lên là phải trình diện để học tập. Họ nói hai tuần nhưng mà rồi không phải hai năm mà nhiều năm đã bị gạt. Thì mình trình diện nhiều lắm. Tôi đang trình diện ở Sài Gòn thì ở miền Trung đó tôi có hai ông anh làm dân biểu. Cho nên vô bắt hai ông anh, nó bắt luôn tôi luôn, nói tôi là tội lưu vong. Nhưng mà lúc đầu thì bắt về mình khổ quá, ra ngoài đó quá khổ, tại họ muốn bắn ai là họ bắn thôi. Thí dụ ở ngoài miền Trung thì đi học ở đâu anh? Ở cái gần quê anh không? Tôi ở gần quê anh đó. Bị bắt ngay tại Sài Gòn, tại quận 3 mà tôi ở tại Sài Gòn, họ bắt lên, họ gửi công an quận 3 mấy ngày, xong rồi đưa ra ngoài đó thì ở quê tôi không có nổi tiếng gì hết, nhưng mà có hai cái trại tù nổi tiếng nhất nước là trại tù A20. A20 là để giam cho những người đi từ chiếc tàu Thương Tín mà những ngày đầu tiên năm 75 họ đi qua Guam rồi họ biểu tình họ trở về đó, thì trại tù đó. Và trại tù A30 là trại tù nhốt tụi tôi, trại tù chính trị, đông anh em lắm, cả hàng 5.000 người, 4-5.000 người ở đó. Anh dính bao nhiêu năm anh? Dạ lúc đầu thì họ kêu án tôi 15 năm, nhưng mà sau đó 3 năm thì tôi được ra về với một lý do mà bây giờ tôi không dám trở lại nữa. 15 năm mà có 3 năm anh ra. 3 năm tới không, anh có thể kể như vậy, anh nói vậy là mình ngầm hiểu rồi, tất nhiên là anh trốn trại được phải không anh? Dạ cũng gần anh trốn trại. Anh nói nguyên nhân như thế. Nhưng mà tôi mình ngầm hiểu vậy, mình không khai thác ảnh nè. Tôi có một người bạn, cũng giống như tôi, khi họ đã trở về thì anh đã không có án, nhưng mà nói đến lượt anh chưa về, anh đã bỏ đi nửa chừng, cho nên bây giờ anh vô đây ở tiếp. Nên tôi cũng sợ quá. Thành ra lúc năm đó là anh ở được bao lâu thì anh? Dạ tôi ở tới khoảng tháng 6 năm 78, tức là hơn 3 năm, thì tôi ra về, thì tôi đi vượt biên liền, cũng hên là trong... Tức là anh đi ra bằng cách nào? Tôi ra tức bằng anh... cách, lúc đó họ cần những người làm kế toán, thì tôi làm kế toán cho nên ra tôi học thêm thì tôi đi luôn. Rồi nhưng mà tôi hên là tôi có một người... Anh trốn luôn á, rồi anh về là anh phải tổ chức vượt biên liền hay dạ, sao? Thôi, hả? Tôi ở ngay từ trong trại tôi có một người đệ tử của ông anh tôi tại bên Hải Quân á. Còn Hải Quân, anh có chiếc thuyền ở nhà, anh nói anh muốn đi mà anh không có tiền, nếu anh kiếm được tiền, anh nói tôi chỉ cần 50 lượng vàng là tôi đi liền, tôi mang tàu đi liền để cho tại cha mẹ anh. Thì tôi về kiếm và hẹn ngày ra đi liền. Tôi về đó, thì trời đi cả một sự khó khăn cũng may mắn lắm.
tôi phải về ra tới nơi tổ chức, tại anh không đủ sức, phải mua những cái dầu để dưới dòng sông, mua dầu để thùng dầu dưới dòng sông rồi mình tới mình lấy, rồi tổ chức đi ra phải mua súng ống chứ. Tôi đi ngang cái khu vực phi trường đó thì họ chỉ có mỗi buổi tối tôi nghiên cứu 2-3 đêm coi thử mỗi giờ này mình đi thì nó như thế nào, thì ở đó chỉ có mấy người du kích, có mấy người du kích họ mang, không phải mang được súng AK nữa mà họ có súng trường CKC, súng trường là súng lợi bắn từng viên một. Mà tôi về tôi nghiên cứu, mình có một số lựu đạn, tôi mua thêm một số M16, mình còn hơn nó nữa. Nhưng tôi dặn anh em mình đừng bắn nhiều nó ra, đây là mình lúc anh ở đâu, lúc đó anh lúc đó ngay tại Phú Yên, tôi về ngay tại quê tôi đi luôn. Ở Phú Yên ngay tại đó, tôi người đầu tiên tổ chức ngay tại đó, mà tại tôi đọc trong Babylon thấy người tù vượt ngục, mình nghiên cứu người tù tôi nghiên cứu để mà đi lấy kinh nghiệm anh ha. Dạ thì mình cũng nghiên cứu sợ cầu nguyện dữ lắm, thì tôi làm kỹ thuật đi lên đó, ghe của họ vô, tôi nói là tất cả những cái ghe nhỏ của mình làm một cái đèn đỏ hết, bọc đèn đỏ hết, và ghe lớn mình cũng bọc đèn đỏ. Từ nhỏ đi ra tôi cho mấy bà rồi mấy con nít rồi đi trước. Mà nếu mà coi cái người tù gỗ sai mà bị lạc một mình trên quan đảo, anh dạ, sợ không anh? Dạ cũng sợ cho mình, ráng dữ lắm á. Tôi ráng dữ lắm, tôi học đi, tôi học navigate, tôi nhờ ông anh làm hải quân, ông là hạm trưởng trong hải quân, thành đã chỉ tôi đi. Tôi đi thẳng tới Manila luôn. Nhưng mà đoạn đường đi cũng có những cái khó khăn lắm. Có những lúc sóng nó lớn mình phải đi trở về lại. Mà đi ra thì nó chậm, mà trở về nó đi quá nhanh. Xui con nước phải không anh? Thì muốn đi Hồng Kông, anh có chỉ là nếu mà ra ngoài biển mình, biển Nam Hải của mình, nếu mình đi 10 độ thì mình sẽ về Hồng Kông, nhưng mà tôi nghĩ tôi chỉ muốn đi Phi Lục Tân thì ráng đi trở lại. Thì đi cũng khó khăn, nhưng mà tôi có một anh nữa, anh làm trên ban mơ thuộc, anh có cà phê nhiều lắm, anh mang theo đủ thức ăn hết, đủ thức, tức là tôi đủ thức ăn, đủ cà phê, đủ thứ hết. Có nước nhưng đầy mà, đủ. Dạ, có đầy đủ. Bao nhiêu người trên chiếc tàu đó anh? Dạ, khoảng 40 mấy người, tàu nhỏ, 40 mấy người. Mình nhưng gia đình mình đi không đó, mình đóng gia đình mình đi không đó. Dạ, có mấy anh đó cũng đông lắm. Dạ. Lúc đó anh có gia đình chưa thưa anh? Dạ có, chứ lúc đó tôi có vợ với con tôi cũng 6 tuổi rồi. Cũng đem đi luôn. Dạ, đem đi luôn. Dạ, đi ra ngoài đó thì nó cũng may mắn, đi tới nơi thì tụi tôi cũng mệt lắm rồi, vừa mỏi mệt tới nơi thì gặp có một chiếc tàu buôn Phi Lục Tân. Thì họ ngừng lại, họ tôi có cái hình đó không mang theo đây, họ ngừng lại, họ hứa chở tụi tôi, thì họ cũng xin đồ dữ lắm, tôi cho họ cái la vàng luôn, cái la vàng tụi tôi, cái la vàng là đắt tiền lắm, tôi cho họ súng ống tụi tôi mang theo tới đâu cần nữa, cho họ súng ống, mấy Phi Lục Tân thích lắm, cho nên họ kéo dùm tụi tôi ngay về bến luôn. Bởi vì khi vô chỗ này sáng, tôi nhớ một ngày nào đã trước đây mấy chục năm, khi tôi tới Manila, mình ở Việt Nam trong trại học tập, tâm tối tới nó sáng như mấy chị ở đây, như cái studio này. Chị nhớ cái ngày nào mình vượt biên mà gặp thành phố Philippines vậy, Manila. Đã quá trời. Tấp vô thành phố luôn ha anh, chứ không kéo tới ngay hải cảng luôn, nó kéo tôi từ gần tới hải cảng, từ từ tôi chạy vô. Hải cảng thì đèn sáng rồi. Dạ, đèn sáng đẹp. Rực rỡ lắm. Tới đó, chứ nó không cách ly mình ở ngoài đảo. Dạ, không đâu. Lúc đó họ dễ. Vậy là anh may mắn quá. Lúc đó họ dễ, nhưng mà sau khi tụi tôi ở đó có một lần Phạm Văn Đồng tới thăm Phi Lục Tân, thì lúc đó tôi làm đại diện trại, tôi kéo quân ra biểu tình, thì ông cao ý ông có nói nếu mày biểu tình thì dân mày không, Phi Lục Tân sẽ không bao giờ chấp nhận cho mày ở đây hết. Nhưng mà tôi giờ hỏi ý kiến ai cũng đồng lòng hết, ai cũng sẵn sàng biểu tình hết, đâu có sợ. Thì chả lẽ đuổi hết? Đuổi thì đuổi, mình chấp nhận thôi. Thì anh em ra biểu tình khoảng chừng, mình ở đó có khoảng 3,000 người ra, tụi tôi khoảng 1,000 người ra biểu tình ngay tòa đại sứ. Tòa đại sứ Cộng sản ở đó, lần đầu tiên Phạm Văn Đồng ra biểu tình. Xong đó nó cho xe bịch bùng, chở hết tụi tôi thả về trại, kéo cẩm gai trại luôn. Thì lúc đó tôi có một người bạn là anh Thiên Ân, anh đã dân dận và hồi xưa đi, tụi tôi thường ký giấy cho anh đi nữa, quen quá. Anh đề nghị, anh nói bây giờ khi nó chơi vậy anh không còn cách nào nữa. Bây giờ tôi bày anh giờ tuyệt thực trong trại, tuyệt thực. Thì tôi bây giờ chia ra những anh em, tôi nói bây giờ mình có mấy ngàn người, bây giờ 1,000 người. Mình sẽ chia làm 3 suất để tuyệt thực 24 tiếng, mỗi suất 8 tiếng. Thì suất này 8 tiếng hết, mình cho suất ăn uống đầy đủ ra tuyệt thực. Thì mỗi 8 tiếng ra ngồi. Có một anh nữa, anh xung phong, anh cắt ngón tay, lấy máu viết khẩu hiệu chống cộng sản, báo chí vô thu quá trời. Chống cộng sản ngay tại trại luôn. Ngay tại trại, tôi làm xong. Mấy ngày sau, ông cao ủy lên kêu hâm quá trời. Hâm thực sự, nói bây giờ trả mấy anh về Việt Nam. Tôi nói trả thì trả thôi, tụi tôi cũng đã rồi, làm cái này cũng đã rồi. Lúc đó còn ở Phi hả anh? Dạ còn ở Phi, năm 1978. Tụi tôi bên hình lúc đó tôi nhớ cái tờ Việt Nam Tự Do làm lại Hoa Kỳ, tôi cũng nhờ anh Trần Nhật Thăng, những người làm phóng sự lại để đi gửi bên này thì nhiều người biết lắm. Sau đó Việt Cộng nó cũng ghê lắm, cho Cộng sản qua, trà trộn vô, cho Cộng sản Việt Cộng, làm khó khăn lắm, cũng ghê go. Nhưng mà xong thời gian khoảng 5-6 tháng thì họ không cho ở đó nữa, họ cho xuống Ba Ta Anh, xuống cái đảo ở. Thấy mấy này quậy quá, nhưng mà chẳng thà mình làm còn hơn không, phải không? Mình thích ai cũng chấp nhận hết. Tôi làm, tôi không dám lên micro hỏi, nhưng mà tôi cho giấy xuống hỏi từng phòng một, bao nhiêu người đồng ý.
bao nhiêu người đọc, ai cũng đồng ý hết. Dạ, thì mới chịu biểu tình. Biểu tình thì chuyện đó chuyện chung, số phận chung, anh em chịu mà ai cũng tới, ai cũng chống cộng hết. Ngay Phạm Nhân Đồng tới là ai cũng bực mình hết, ai cũng chống cộng, cho nên khi đó làm đúng là làm cán bộ dân vận lúc đó. Đúng rồi, đúng là đi nghĩa là đi rỉ tai mà nói thế nào mà cho người ta đồng lòng luôn. Lúc lúc anh cũng làm việc đó chứ. Dạ. Lúc lên đảo cũng vẫn làm việc luôn. Vẫn là cán bộ dân vận Chiêu Hồi. Dạ. Thì không quên nhiệm vụ ha. Dạ. Dù xa xôi. Chứ mình biểu tình mới ra, mình mới đi học tập ra, mình thấy mình có nhiều cái căm hờn lắm á, mình, mình nhiều cái mình bất mãn kia lắm, mình nghĩ mình hy sinh cũng được, cũng không cần gì nữa. Rồi tới tháng 11 năm đó thì tôi đi đến Mỹ. Yeah. Nhưng mà năm thời nào gian anh làm dân vận đó, anh có những kỷ niệm nào không? Năm 78. Dạ, cũng có những kỷ niệm, nhiều kỷ niệm lắm. Có những lần kỷ niệm mà tôi nhớ nhất mà tôi không quên được. Chị nhớ ở bên dân vận Chiêu Hồi ngồi những người mà cao cấp nhất như mấy chị trong đoàn văn tuyên trung ương, thì có những người cán bộ tuyên vận, tức là những người hồi chánh họ về, rồi mình trang bị cho họ, hoặc là họ làm tài xế, hoặc là làm cán bộ, họ làm lính để làm giữ an ninh đủ thứ hết. Tức là họ trở về với quốc gia, mình mở vòng tay, mà mở vòng tay đón nhận những người cán bộ về. Thì có một lần đáng kỷ niệm nhất là khoảng năm 73, 74, chúng tôi đi công tác đem mang tài liệu từ cơ sở ấn lót trung ương của mình đi xuống vùng 4, yểm trợ cho vùng 4, họ làm đại hội dân vận ở Chi Lăng. Chi Lăng là trung tâm huấn luyện Chi Lăng của lính. Thì một lần tôi không bao giờ quên được, và kỷ niệm sống chết. Tôi có một người bạn nữa cũng quốc gia hành chánh với tôi và ảnh hướng dẫn mấy anh đi, thì lái xe có hai anh tài xế. Thì khi đi gấp rút quá, tại vì không có người đi, tụi tôi không phải công tác đó phải đi, không ai mang súng theo hết. Tôi có một cái súng con mang theo, và có một súng M16 mà không thèm đem băng đạn nữa, chỉ có một băng đạn duy nhất 20 viên thôi, để cầm súng bỏ anh xe thôi. Khi tới nơi, tới Cần Thơ, xe nổ bánh lần thứ nhất, đã trễ mấy tiếng đồng hồ rồi, lần nổ bánh phải chạy vô trong làm khổ sở. Tới trên đường đi vô trung tâm Chi Lăng thì anh em đã đề nghị, tiểu khu đó họ đề nghị nó đường này rất nguy hiểm, mấy em không nên đi. Mà bây giờ sáng sớm là bắt đầu đại hội, bắt đầu rồi, đại hội dân vận bắt đầu rồi, bây giờ mình làm sao được? Giờ tôi liều, tôi anh kêu tôi bây giờ anh em muốn đi, nó muốn đi thì đi, mình liều, mà nói bây giờ mình không có súng. Tôi tìm tới những chỗ cái quận đó, tại vì thằng lớn tất cả anh em quốc gia hành chánh là làm phó quận, cho nên tìm vô quận để kiếm thêm cái súng và không kiếm thêm đạn nữa, chứ bây giờ mình có băng đạn không làm gì được hết. Không có người nào tới nơi hai quận, có những người bạn cùng lớp tôi mà họ đi chơi đâu hết, không còn ai nhà hết. Tại tối đó là tối thứ sáu thì tôi đi đại liều, uống thuốc liều, đi vô ngang cái chỗ nguy hiểm nhất, chỗ qua rừng nguy hiểm nhất, thì nó bể bánh xe lần thứ hai. Bể bánh xe lần hai, tôi nói bây giờ tôi quyết định đi bộ, cách coi thứ bao nhiêu mình cứ đi, tôi còn anh ở đi. Hai cán bộ tuyên vận anh năn nỉ, mấy ông đừng bỏ tôi nha. Tôi nói không bỏ, bây giờ vô tìm đi ra chứ. Thì vô trong quận, vô tới quận gặp người bạn đó tôi, họ lái xe của họ chở tôi ra, và anh ra thay bánh xe, ra phải anh tìm cái ông chủ gara trong quận ảnh để mà thay cái bánh xe. Mà anh làm phó quận cho nên mới quen được, tìm thay bánh xe xong rồi mượn thêm hai cái súng M16 nữa, xin thêm đạn rồi bắt đầu đi. Lúc đó đi vừa vô tới nơi thì đó là một kỷ niệm mà cái đêm đó tôi sợ. Tới nỗi khi tụi tôi đi dặn mấy anh nói, nếu cộng sản tới anh nhớ anh chỉ có 20 viên trong này, anh bắn mỗi người là 1 viên, chứ anh đừng bắn 2 viên nữa, anh bắn 1 viên thôi, chứ anh bắn hết, bắn lấy súng của người ta thì được, còn bắn là bắn hết là cái nhân ngồi phanh tay luôn hết. Tôi nói mình tiết kiệm đạn lúc đó. Rồi khi tới đó đang thay bánh xe, tôi nói nếu nó tới gần nhất là anh để tôi bắn bằng súng con của tôi, anh đừng bắn súng này uống nữa. Mỗi viên đạn anh tôi đã dành. Mình nhớ kỷ niệm mình sợ tinh, nghĩa là sống cuối cùng có bắn được. Dạ không có bắn, mà hên quá không có ai ra hết. Hên quá, mà chỗ đó mấy nói, ai đi qua cũng đó cũng bị hết, ai đi qua cũng bị hết, mà tụi tôi đi qua không bị. Mà tôi phải dặn anh, tôi nói nếu gần nó tới gần là anh để tôi bắn nha, tại súng con anh bắn uống viên đạn của anh lắm. Nhưng mà các anh cũng có học quân sự. Dạ, mấy tôi biết mà. Ai cũng biết đâu, tôi học mấy khó chứ. Luôn bao nhiêu khó cứ cuối năm là đi học. Dạ, cuối học diễn với anh chánh là cũng phải có. Dạ, ai cũng huấn luyện chứ, ai cũng quân sự chứ, lúc nào cũng 4 năm liên tục chị, mùa hè nào cũng phải đi hết. Nhưng mà tháng 11 năm 78 là anh qua Mỹ bằng phương tiện gì thưa anh? Dạ đi qua Mỹ thì họ cho đi, thì họ mua vé máy bay rồi mình đi, có cơ quan. Có ai bảo lãnh? Dạ thì mình lúc đó làm cán bộ dân vận đương mình được. Tôi bên đây có anh Trần Nhật Thăng rồi mấy anh bảo lãnh tụi tôi. Thì đi qua bên đây. Anh Thăng ở bên DC phải không anh? Dạ đúng rồi, tôi tới Washington DC. Tôi đi học ở đó rồi ra trường rồi mới tới Cali. Dạ. Là định cư từ ở Cali từ đó bây giờ hả? Không, định cư ở Cali sau mấy năm tôi học ra trường rồi mới tới đây. Mà bắt đầu nhiều gian khổ thì vô Washington DC. Rất là nhiều gian khổ, nhưng mà em biết được đó là anh học rất là tốt nghiệp, rất là nhiều bằng. Dạ. Thứ nhất là kỹ sư. Tôi tốt nghiệp kỹ sư ở University of Maryland.
Dạ. Xong rồi University Maryland. Dạ. Rồi kế đến là cái chứng chỉ nào nữa? Tới đó thì tôi đi học ở Fullerton. Thiệt ra thì mình lúc đó mình khổ sở, mình cần tiền để nuôi gia đình, vợ con. Dạ. Và cung cấp bên những người mình tới tại tị nạn liên tục. Mình không có tiền cho, mà đi làm kỹ sư thì không có nhiều tiền lắm. Dạ. Đó, hồi đó làm kỹ sư, bây giờ nhiều tiền, hồi đó là khó khăn lắm. Làm kỹ sư, tôi làm kỹ sư project leader 5-16 ngàn thôi. Mà ai cũng vậy hết, lúc đó mà tiền lúc đó mà mua nhà có 100 ngàn, nhà có 100 ngàn, nhà với vay tôi mua 100 ngàn. Lúc nhưng đó 100 ngàn một năm là, dạ, là nhiều lắm rồi. Thì mình cũng đủ xài, cũng khó khăn lắm, cuộc đời đi qua lúc đó cũng gây go. Nhưng mà trong hãng tôi có làm những cái project cho quốc phòng, cho nên cứ 1-2 tháng là phải lên cao xếp phương lên tên họ giao cho trường đó để dạy mình học. Thì tôi có người bạn nó mới làm graduation check, mình đủ bằng cao học rồi, anh lên check. Đó, người ở Mỹ tôi lên tôi check, nó nói anh còn một lớp nữa đủ, tôi học một lớp nữa tôi lấy cao học xong. Dạ. Khi học cao học xong, tôi có người bạn nó nói mình tới Mỹ này anh, mình phải, người ta phải gọi mình doctor chứ, gọi Mr. tôi ghét quá, tôi ghét quá. Thì doctor, sau đó tôi mới đi lên trường để học, để lấy doctor. Và khi học doctor xong thì thôi không làm kỹ sư nữa. Tại nghề kỹ sư tôi nghĩ nghề nó cũng rất là bạc bẽo. Khi mình đi ra một cái máy, mình làm xong rồi á, chưa xong thì ai cũng quý mình, họ trả lương đàng hoàng. Nhưng khi làm cái máy xong rồi, đi quảng cáo mình làm kỹ thuật là họ đủ tài xong. Đúng rồi, là xong. Xong là xong, nếu nó không có máy mới là mình nghỉ. Có một lần tôi nhớ hãng tôi bán, hãng Burroughs Corporation bán cái hợp đồng cho không quân Hoa Kỳ, họ tập trận ở Philadelphia ở đó, thì cũng có nhiều bán, hãng bán máy cho họ. Thì họ làm tập trận, và mấy hãng nào ngon nhất thì họ mua mấy hãng đó. Hãng của tôi bị fail ngay trong cái khi họ tập trận, fail ngay cái unit của tôi nữa. Tới nỗi mình đi về, xong rồi mình đi về ngồi khóc luôn, thầy trò ngồi khóc luôn. Rồi bạc bẽo lắm, họ đòi cho nghỉ hết cả cái department của tôi. Đời là thế. Dạ. Thì dạ, sau đó tôi đi về học. Dạ. Từ năm 1990 cho tới năm 1995 là anh có bảo lãnh cho những gia đình HO qua đây và anh lo cho người ta hết. Dạ. Anh có thể lúc chia đó, sẻ lúc chi đó tiết thì, không thưa? Dạ. Lúc dạ. đó thì tôi cũng may mắn. Tôi nghĩ ra mình muốn giúp người thì phải làm giàu mới được. Nghĩ hoài, suốt ngày nào tôi cũng suy nghĩ, mình không có tiền là không giúp cho ai được hết, phải không? Thì tôi đi lên tu viện lữ quán ở cách Orange County mình khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ, ở Chihuahua Valley, nó cao 4.000 feet. Thì từ đây mình tới Temecula, chỗ sông Bài. Yeah. Temecula lên đó khoảng chừng 1 tiếng rưỡi nữa. Thì tôi mua rất nhiều đất, người bạn tôi làm cho một hãng Lush Project ở bên Texas. Yeah. Họ nói trong vòng 1 năm họ sẽ xây một cái shopping center lớn nhất ở California ở đây. Cho nên bây giờ mua đất đi. Đất từ 1.000 đồng một mẫu sẽ lên mấy chục ngàn đồng một mẫu. Tôi cũng rủ anh em mua nhiều lắm. Tôi đi mua, xong đúng thiệt như vậy. Anh em không có tiền. Rồi tôi trở về tôi mua nhiều apartment lắm. Dạ, mua nhiều em lắm. Được biết lúc thành đó anh cả trăm cái apartment lận. Dạ, mà. Thì tôi mua ở đó rồi xong đó, tới chương trình HO. Năm 1990 dạ. là có những HO đầu tiên đến. Và tôi nghĩ nếu tôi không may mắn đi trước, thì bây giờ tôi cũng đi HO như anh em. Ừ. Thôi bây giờ tôi bảo lãnh, thì tôi liên lạc với mấy hội IRC, hội Travel Service, dạ. hội USCC. Nếu mà những người nào mà họ bỏ ra đó, không đủ điều kiện, thấy gia đình đông quá, tôi chuẩn họ không nhận, thì họ đưa cho tôi. Yeah. Tôi bảo lãnh nhiều lắm, cũng khoảng 310 mấy người HO, ba yeah. gia đình đó. Và khi họ tới là cả một sự khó khăn nếu yeah. mà không biết nào lo. Tôi bảo anh có sẵn apartment, anh giúp cho thì tôi mướn người, ở. Vấn đề là mình nghĩ bây giờ mình đủ tiền để trả ngân khoảng hàng. Khoảng bao nhiêu gia đình thấy thế anh? 313 gia đình, tôi đã bảo lãnh. 310 mấy gia đình luôn? 310 mấy, nhưng mà nó nhanh lắm chị. Nếu mà những gia đình đầu tiên mình khó khăn nhưng mà sau đó, thí dụ như một khu apartment tôi có 3 người, tôi mướn 5 người. Thì họ làm việc làm những dư giá và mình thêm xe cho họ. Để một lần có người tới mình phải đón. Mỗi chủ nhật tôi đều phải họp hết. Tôi kêu gọi các chùa mọi người tới đây đã họp. Để người này thì cho đồ ăn. Người này yeah. thì lo việc này việc khác. Thì cái khó khăn nhất là mình tới mình đón họ. Yeah. Đón họ. Thì tôi phải chia ra mỗi người gia đình tới đón họ. Tôi phải dành khoảng nửa giờ đồng hồ để mời họ tới văn phòng chỗ. Từ cái khu mà họ ở. Mời tới văn phòng đó để ăn tối. Rồi tôi nói chuyện với họ cho họ lên tinh thần. Cái khó là mình để cho họ mất tinh thần rồi là mình không nào kéo lại được. Tại vì mình phải nói với họ mới qua nó chưa dạ, biết đất Mỹ. Mình phải nói với họ anh chị tới đây làm sự may mắn nhất. Nếu anh chị ở Việt Nam, con của anh chị được tới đây du học là anh chị cũng đã mừng rồi, phải không? Bây giờ anh chị có mặt ở đây để nấu cơm cho con anh chị ăn là anh cũng đã mừng rồi. Rồi tương lai của anh chị chắc chắn sẽ khá và con anh chị sẽ thành tài và gia đình mình sẽ khác hẳn. Thành bây giờ hôm nay anh chị có mặt ở đây đó là một sự may mắn vô cùng, may mắn cho mình, may mắn cho gia đình. Không có lý do mình buồn hết, những khó khăn tôi cũng đã vượt qua của tôi và anh chị cũng sẽ có những khó khăn nhưng mà đó không nghĩa lý gì hết. Tôi giúp từ đầu, thì mỗi người đến như tôi cho ở khoảng 3-4 tháng, mỗi hồi đó cho mướn nhà tháng 600 đồng thôi, đó còn rẻ tiền lắm. Chị cứ tưởng tượng, cứ mỗi gia đình mình chi trung bình tiền mướn nhà không nha,
2.000 đồng thì 300 gia đình chỉ có 600 ngàn đồng, tôi chi hơn triệu bạc nhưng mà kéo dài 5-3 năm, chứ nếu bỏ liền ra cùng lúc thì mình không có. Thì trong vòng 5-3 năm tôi bỏ nhiều và tôi phải mướn thêm nhân viên nữa, phải chi phí. Nhưng mà tôi nghĩ, tôi nói với bà xã tôi, mình đủ trả tiền nhà là được, mình không cần gì hết, mình không bị ngân hàng không lấy nhà mình là thôi, đủ trả tiền. Thì tôi cũng giúp nhiều anh em đó. Tới bây giờ tôi thường hay nói với họ, anh em không có bà con, không có thân thuộc, không có quyến thuộc, cho nên tôi bảo lãnh, bây giờ tôi là anh em của quý anh, mình là anh em ruột với nhau, anh em ruột thịt. Tôi không bao giờ thay đổi điện thoại, không bao giờ thay đổi địa chỉ hết. Thì mình có gì mình liên lạc với nhau. Cho nên tôi đi công tác ở các chùa, đi về các nơi đều gặp anh em hết. Ngồi ôm nhau, ai cũng khóc hết. Hôm nay không chừng anh lên đây có gặp anh em, anh thế nào coi xem TV, thế nào cũng gọi vô nữa. Thế nào cũng có người gọi. Đi lên nhiều nơi. Như mới vừa rồi tôi đi lên Oregon, nói chuyện xong buổi trưa, 3-4 gia đình HO của tôi cũng còn nhớ mặt nữa. Thì họ nói bây giờ xong đây tính mời tôi về nhà. Tôi nói đâu có, tôi máy bay đi 2 giờ rồi. Thôi bây giờ anh em lên xuống đi tới phi trường, đi tới đâu nói chuyện tới đó. Mấy người lớn ngồi đây, tụi nhỏ nó đi riêng một xe tới phi trường ngồi nói chuyện. Khi chia tay mấy anh khóc quá trời. Thành ra đó là sau này anh có gặp lại những gia đình đó không? Dạ nhiều lắm, nhiều lần lắm, nhiều nơi lắm. Tới nỗi tôi giờ rồi tôi bị cái chân, tôi bị té, bị cái chân tôi phải vô Kaiser khẩn cấp. Tôi gặp ngay người con HO, tôi đang làm bác sĩ trong đó nữa. Cái anh làm xong anh nói bố con bữa Phật đản có tính ghé thăm bác, nhưng mà rồi nói bác bận lắm đừng vô làm phiền. Mà bây giờ hôm nay con may mắn quá con được báo vô đây. Thì cũng may mắn anh làm nhiều cái hay lắm. Tối vô băng bột, xong sáng trời nó bây giờ có loại mỡ, con không phải băng bột cho bác khổ, con phải làm cái này. Nó con ở đưa rồi làm đặc biệt lắm. Trong vòng tuần lễ là tôi recovery ngon lành. Cái đó là phước báo đó anh. Thưa anh, có lời chia sẻ của một khán giả, chị Bạch Mai ở Florida. Em chào chị Bạch Mai. Hôm nay chương trình hay, có khách mời kể chuyện rất hay, gửi lời thăm anh em trong đài được nhiều sức khỏe. Lời khen hai cô ca sĩ lúc nào cũng có áo dài đẹp. Yêu cầu hai cô ca sĩ mong có một chương trình về Huế để chị Bạch Mai thưởng thức, vì chị là người Huế. Yêu cầu hai cô ca sĩ hát bài Tôi Viết Tên Anh hoặc các bài Các Anh Đi để tặng chị hôm nay. Cảm ơn chị Bạch Mai rất nhiều, để tụi em nghiên cứu. Tại vì hôm nay anh Huỳnh Tấn Lê lên chương trình đó, phải nói rằng có rất là nhiều chuyện để chia sẻ với quý vị. Cho nên rằng là chắc có thể là tuần sau sẽ trả nợ cho chị Bạch Mai với các quý vị khán thính giả yêu cầu. Vâng, sau đây là lời chia sẻ của anh Huyền Long ở San Jose, coi chương trình Tiếng Hát Hậu Phương mỗi tuần, yêu cầu ca sĩ Thanh Thanh Lan hát chéo bà ba nữa, hát 2-3 lần nữa ha. Dạ em hát 2-3 lần rồi. Dạ, tặng cho tất cả những cô bác sống ở miền Nam vì nghe bản nhạc này từ hồi còn để bé. Để em cất nợ những chương trình sau. Xíu ở Việt Nam cho đến giờ cô Thanh Lan có thể hát nguyên bài thì càng tốt. Dạ lần nào Trang Thanh Lan cũng hát nguyên bài. Hát nghĩa 2-3 lần rồi, hát nghĩa ha. 2 lần, 3 lần rồi. Hát 3 lần rồi, dạ. Nhưng mà hôm kỳ rồi là chúng em đi hát ở bên Dallas. Thì có một người lính già, cứ là buổi trưa thì ngày thứ bảy người lính già cũng yêu cầu bài Sau Ngày Hành Quân. Rồi cái ngày Chủ Nhật Trang Thanh Lan hát, đang im lặng rồi khán giả vỗ tay, xong có một người đứng lên, tôi yêu cầu Sau Ngày Hành Quân. Thì Trang Thanh Lan lúc đó thì bất ngờ quá, thì Trang Thanh Lan không thuộc. Nhưng mà hôm qua nay về tới nhà thì dò lại, thì hôm nay Trang Thanh Lan, bữa đó thì Trang Thanh Lan có hứa là khi về chương trình Tiếng Hát Hậu Phương này, Trang Thanh Lan sẽ hát để tặng anh chiến sĩ già và hải quân, anh là hải quân. Dạ, và các khán thính giả, bữa khán giả ngồi coi cửa công ty Teletron. Thì hôm nay Trang Thanh Lan hát để tặng quý vị Sau Ngày Hành Quân. Ghê thăng. So
Chắc người lính hải quân ở bên Dallas đã mãn nguyện rồi, là bởi vì Trang Thanh Lan đã gửi tặng cho anh. Vâng, để trở lại chương trình với anh Huỳnh Tấn Lê, cán bộ dân vận Chiêu Hồi. Trở lại với anh, hồi nãy chúng ta đang nói cái câu chuyện mà anh giúp đỡ hàng trăm gia đình HO. 300 gia đình. Hàng trăm, mình nói hàng trăm tức là nhiều lắm đó. Dạ. Thì những cái công tác anh làm như vậy, anh tự bỏ tiền làm từ cái tâm của anh bao nhiêu năm nay, và đến cho đến bây giờ em cũng nhận thấy rằng những cái công tác từ thiện, nhất là chùa chiền, đều có mặt của anh hết. Thì em biết là hiện giờ đó là anh đang làm chủ tịch hội điều hành Tổng hội Cư sĩ Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại đó. Thì như vậy thì cái tâm anh thì anh đã giúp đỡ những bạn đồng đội của mình ngày xưa, chiến sĩ mình. Và bên cạnh đó anh trở về cái việc Phật sự, thì cái cơ duyên nào để đưa anh đến gần với Phật Pháp mà làm Phật sự một cách rất là tích cực như vậy thưa anh? Thưa chị, từ nhỏ thì gia đình Phật giáo ở miền Trung thì đa số cả làng đều đạo Phật hết. Và tôi ở trong gia đình Phật tử từ hồi nhỏ, cho nên đi tới đâu mình cũng tham gia hết. Lúc ở Sài Gòn mình cũng tham gia những công tác Phật sự. Và tới Mỹ này thì thực ra thì mỗi người đều có một cái duyên. Mình may mắn được làm chung với nhiều quý thầy nữa. Cho nên quý thầy cũng muốn lập một cái tổng hội cư sĩ, để cư sĩ làm những gì mà các chùa không làm, mình làm những việc gì mà các chùa không làm. Thí dụ như cư sĩ tình nguyện làm xin giấy phép cho tất cả các chùa để hợp pháp tại Hoa Kỳ. Các nơi hết cần thì mình xin. Xin làm hợp pháp cho các tăng ni tại Hoa Kỳ. Không? Thành ra cư sĩ có thể làm được. Cũng như trong nhiều năm trước thì cư sĩ cũng đi lo từng các chùa và đi những trung tâm dưỡng lão mà các chùa không có thời giờ làm được, và làm nhiều việc từ thiện lắm. Thì ngoài ra có nhiều cư sĩ họ không có quen, họ không phải là Phật tử thuần thành, thì mình mời họ đến họ học tập. Như tôi có một nhóm có khoảng 20 người giáo sư đại học bạn của tôi để họ làm. Rồi mình có những công tác nghiên cứu, như ngày xưa khi trong những năm trước khi ông Rose Bush về Việt Nam, mình đưa ra một cái chương trình là mình chê cái sự quản trị của người Việt Nam nó sai. Thì anh em tụi tôi nghiên cứu làm cái project khoảng mấy tháng trời, đã viết ra đưa cho chính phủ. Thì ông Roosevelt có thư cảm ơn, nói rằng cái project này đáng giá, tòa bài đọc phải trả cỡ 200 ngàn trở lên, nhưng mà các anh làm free cho chúng tôi như vậy. Và nhiều cư sĩ tôi làm nhiều chuyện lắm. Có những chuyện tùy. Như vậy thì những chùa nào mà cần, chẳng hạn như là những quý thầy nào, quý sư cô nào mà muốn làm lập chùa mà cần xin giấy phép thì các anh giúp được hết? Cái đó dễ dàng thôi. Bây giờ tôi nhiều người ai cũng có thể làm được hết.
và nó cũng dễ lắm, họ cũng làm cũng dễ lắm, thành để hợp pháp hóa, chứ nó khó khăn lắm. Nếu mà không có giấy phép thì không có quyền lợi gì hết. Hồi xưa khó hơn ha. Dạ, bây giờ nó cũng dễ, tại vì ra mướn thì người ta làm thì khó khăn, có nhiều người rành, có nhiều người không rành rồi làm không được. Và nhất là khi họ hỏi chuyện này chuyện khác thì họ bắt buộc hỏi những công tác chuyên môn thì không quen. Cho mình làm cái này thì mình quen rồi, cho mình nộp vô là đúng thôi. Dạ, dạ đúng rồi, cũng giống Nghĩa nãy đầu giờ thì Nghĩa có nói là hồi đó có gặp anh, nhưng dạ, mà đúng. Hồi đó tóc anh đâu có vậy. Dạ, dạ bây giờ già lắm rồi. Nghĩa thời gian. Có cái bài thơ nãy em đọc cho Nghĩa, nó nghe nó cười quá trời. Tóc anh dài anh đi trong nắng, tóc anh ngắn anh đi trong mưa, tóc anh thưa anh đi trong gió, tóc anh không có anh đi vô chùa. Tất nhiên là anh Huỳnh Tấn Lê đang vô chùa đó. À, trong chùa. Bởi vậy, nhưng mà tôi đi vô chùa từ hồi nhỏ giờ chị. Dạ. Cho nên anh có cái tâm á, tâm từ bi từ nhỏ. Cho nên anh làm những công tác thiện nguyện không à, cho đến bây giờ cũng là giúp những các chùa như vậy nữa. Dạ. Thì suốt một cuộc đời anh em thấy rằng là toàn là làm những việc Phật Pháp thấy, không à. Dạ, chương trình rất là hay tốt nhất. Cho nên anh cũng gặp. Dạ, anh may gặp mắn những lắm. Sự may mắn dạ, đó. Đương nhiên mình có hạnh, đó anh có tu cho nên anh qua bên này, anh qua bên đây anh có may mắn lắm. Cơ sở, anh có sự nghiệp. Khi mà anh làm thương mại, anh có tiền, có nhà cửa, có đất, có bao nhiêu là apartment thì anh mới giúp đỡ những người nghèo khó hơn anh. Thành thử ra là ơn trên cũng cho anh đền bù lại những cái đó. Mình an ủi nhất là khi mình lo cho gia đình HO. Anh em tới đây không bao giờ than phiền một lời nào hết. Dù khó khăn kiểu nào họ cũng than phiền. Ngay cả những chuyện tập lái xe chẳng hạn, lúc đầu chúng tôi không quen, mình cứ tập lo tập cho cha mẹ, tập cho ông cha, chủ gia đình là hay nhất. Nhưng sau đó mấy anh đi tập nó bây giờ, bác đừng có tập cho mấy ông già nữa, tập cho mấy đứa trẻ nó nhanh ghê lắm. Khi bắt đầu gia đình nào có đứa trẻ nào lớn, trai hay con gái cũng được, qua tập cho nó tuần lễ, tập cho nó là nó dễ dàng ghê lắm, thi đậu liền. Sau đó mới chỉ cha mẹ lại sau. Thì chúng tôi làm mình cái gì cũng cần có kinh nghiệm. Dạ. Nhưng mà hay nhất là những anh em HO, họ không bao giờ than phiền gì hết á, chịu khổ quen rồi. Cho nên mình ở, có nhiều lúc chúng tôi nhận trong vòng 3 tháng, chỉ bất cứ mỗi tuần thì mình nhận 3-4 gia đình. Trong vòng 3 tháng thì mình có 40-50 gia đình, hết chỗ luôn nữa. Tôi phải di chuyển lên tận Riverside, tôi nói ở đỡ đây thôi, tuần lễ chuyển gì thế này. Tại có khu apartment Riverside. Dạ. Thì anh em cũng vui vẻ hết, không sao hết trơn. Hiện giờ người... ở Riverside hả anh? Dạ không có ở dưới này hết. Anh khi ở đó Santana. Tôi có lúc mà tôi làm ngon lành cái nhà anh ở mấy chục năm phải không anh? Dạ từ hồi năm 86 tới bây giờ. Tức là anh ở tới đây luôn, là ai đi tìm anh cũng cứ địa chỉ cũ vậy thôi. Không có gì thay đổi hết. Có điện thoại để bạn cũ tìm. Điện thoại tôi từng xài một cái cellular của LA cellular từ hồi năm 80 mấy tới bây giờ không, vẫn còn em xài từ lúc qua Mỹ tới giờ cũng đúng một số. Thì nó cái khó dễ tìm. Dạ thì nhiều anh em HO, tôi nhớ có một lần có một người HO bây giờ đi lên Oregon ở, vừa rồi tôi lên có gặp. Trước đây nó nói bây giờ còn làm bác sĩ, chuyên môn bác sĩ tai mũi họng. Hồi đó cũng thấy bác cái lỗ mũi bác làm sao đó, bây giờ bác muốn lên đây không, con mổ liền, làm liền. Tôi nói giờ đi từ lên đó mổ, đi vô Kaiser của tôi ở đây còn sướng không, nhưng mà đó cũng là một tấm lòng. Dạ, tấm lòng của nó nói chuyện thứ tội. Dạ, cảm ơn anh. Xin phép quý vị cho chúng tôi tạm ngưng chương trình trong giây lát. Mời quý vị xem một số thông tin thương mại của đài. Vui xa trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của Hồng Việt TV. Kính thưa quý vị, chương trình tiếng hát hậu phương được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử Teletron. Teletron có rất nhiều chi nhánh trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, một nơi chuyên bán những vật dụng điện tử như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, bàn ghế, tủ giường, nệm đều được làm tại Ý. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage vật lý trị liệu hiệu Inada được làm chánh gốc tại Nhật Bản. Thời gian vừa qua, quý vị đồng hương sử dụng và rất yêu thích. Quý vị có nhu cầu mua sắm, xin vào thăm trang nhà teletronusa.com. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để mua hàng qua số 1877-892-6999. Và kính thưa quý vị, sắp tới đây, công ty điện tử Teletron sẽ có một chương trình ca nhạc rất là đặc sắc ngay trong khu thương xá Phước Lộc Thọ vào ngày 19 tháng 11 sắp tới đây, ngày Chủ nhật, thưa quý vị. Mong rằng để xem như là một cái nhạc hội tạ ơn quý vị khán thính giả, quý vị đồng hương đã ủng hộ cho công ty điện tử Teletron suốt nhiều năm qua. Vâng, ngay trong khu Phước Lộc Thọ, ngày 19 tháng 11 sắp tới đây, từ 1 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều, quý vị ở các tiểu bang xa có về chơi nhân dịp lễ tạ ơn,
thì mời quý vị đến hơn 50 anh chị em ca nghệ sĩ đến để hát cho quý vị nghe, và cũng có những cái mặt hàng on sale rất đặc biệt dành cho quý vị ở xa đến. Vâng. Qua chương trình tiếng hát hậu phương, nhờ hai cô giúp nhắn tin tìm anh Nguyễn Văn Nhường. Trước 1975, anh là thiếu úy thuộc sư đoàn 21 bộ binh, bộ tư lệnh đóng ở Bạc Liêu. Nếu anh Nhường hoặc có những ai biết tin về anh Nhường, xin liên lạc về Võ Thị Nga, điện thoại 720-225-7784 ở Mỹ. Chân thành cảm ơn. Dạ vâng, chương trình tiếng hát hậu phương cũng được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử, cũng công ty dược thảo Cảnh Thiên, một thương hiệu có uy tín về dược thảo đông y. Đông y sĩ Cảnh Thiên với kinh nghiệm trên 50 năm xem mạch rất hay, thuốc thang đúng bệnh. Ông đã từng giúp hàng trăm nghìn đồng hương chiến thắng nhiều căn bệnh hiểm nghèo, giúp quý vị cao niên chọn liệu pháp dưỡng sinh tăng cường sức khỏe và tuổi thọ. Chúng tôi luôn lấy phương châm tất cả cho sức khỏe để phục vụ đồng hương có xem mạch hốt thuốc thang. Có trên 140 mặt hàng dược thảo đặc chế rất công hiệu. Muốn mua dược thảo 100% organic của công ty dược thảo Cảnh Thiên, xin liên lạc số 855-775-1069, 855-775-1069, mở cửa 7 ngày từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Đây là nơi làm việc duy nhất của đông y sĩ Cảnh Thiên, không có chi nhánh nào khác. Xin đồng hương lưu ý để tránh lầm thầy, lầm thuốc. Và sau đây là thư của bác Kim Nguyễn gửi vào email của Tiếng Hát Hậu Phương, hỏi về việc các đài DirecTV đổi channel khiến bác không xem được. Tiếng Hát Hậu Phương xin trả lời bác, kể từ đầu tháng 11/2017, hệ thống DirecTV đã chuyển đài Hùng Việt TV qua channel 2038, đài Lido Sài Gòn Radio chuyển qua 2039. Kính thông báo cùng quý vị. Và nếu mà mình bật 2078 không có, mình bật lại 2038 thì nó sẽ trở về cái đài của Hùng Việt TV thưa quý vị. Dạ, chắc chắn là 2078 bật là không có hình rồi. Dạ, cho nên là mong rằng quý vị nhớ là đài của chúng ta là đài Hùng Việt TV là 2038 và đài Lido Sài Gòn Rio là 2039 thưa quý vị. Và những cái đài khác thì nó cũng tiếp tục cái số nó bắt đầu từ 2030 cho tới 2039. Dạ, là những cái chương trình Việt ngữ của chúng ta đó, các đài khác nữa thưa quý vị. Vâng, sau đây thì cũng có một thông báo của Trung tâm Asia. Trung tâm Asia sẽ phát hành DVD 80 với chủ đề The Celebration New Beginning, tức là làn gió mới, với một chương trình thật đặc sắc, mới lạ và hoành tráng, quay tại sân khấu Caesar Casino New Jersey với 5 MC: Trịnh Hội, Nam Lộc, Lê Na Nguyễn, Thùy Dương, Quốc Thái. Các ca sĩ rất hùng hậu như Thanh Thúy, Hoàng Oanh, Phương Hồng Quế, Tuấn Vũ, Trịnh Nam Sơn, Hồ Hoàng Yến, Hoàng Anh Thư, Thanh Trúc, Diễm Liên, Y Phương, Đặng Thế Luân, Lê Quốc Tuấn, Đặng Minh Thông, Diễm Ngân, vân vân, Ninh Cát, Loan Châu và nhiều ca sĩ khác nữa. Asia DVD 80 sẽ phát hành vào ngày 10 tháng 11, ngày thứ 6 10 tháng 11. Sắp tới đây, mọi chi tiết mua DVD xin liên lạc Trung tâm Asia 714-636-6594, 636-6594 hoặc mua online trungtamasia.com. Dạ thưa quý vị, chương trình Tiếng Hát Hậu Phương rất là vui khi mấy tuần trước đã có một cái tin nhắn là tìm thấy một hài cốt của một quân nhân hy sinh tại chiến trường chia khu Kiến Đức thuộc tỉnh Đắk Lắk cũ. Thẻ bài ghi rõ họ và tên anh là Nguyễn An Khang. Thì hôm nay đã có người nhận được hài cốt mà Trang Thanh Lan xin đọc ra sau đây là email của anh Kim Trần. Kính thưa quý vị, theo thông tin được biết thì thi hài chiến sĩ Nguyễn An Khang đã được gia đình đưa về. Cầu xin anh linh chiến sĩ Nguyễn An Khang được thỏa nguyện sau bao năm xa cách gia đình trong cô quạnh, siêu thoát về cõi vĩnh hằng phú oanh. Và cũng cảm ơn anh Kim Trần rất là nhiều để em chia sẻ những cái thông tin quý báu như vậy. Và dạ, cũng vâng, chúc mừng gia đình của anh Nguyễn An Khang đã đem được hài cốt anh về nhà. Dạ, sau mấy mươi năm mà tìm được cái hài cốt nhà vậy rất quý. Thẻ bài. Dạ, nhờ cái thẻ bài đấy thôi. Dạ. Hồi xưa quân đội mình hay lắm, có tấm thẻ bài. Dạ. Bao nhiêu năm nó cái thẻ bài nó không bị xét, không bị hư. Cho nên nhìn nhận được. Dạ vâng, để trở lại với anh Huỳnh Tấn Lê, cán bộ dân vận chưa hồi, thưa quý vị. Chúng tôi đang nói cái câu chuyện mà anh làm việc Phật sự. Thì trong lúc mà break đó, có cái điện thoại của một sư cô gọi vào cho anh Huỳnh Tấn Lê. Đó, thì
Trong cái công việc là sư cô xây chùa hả, phải không anh? Dạ, xây chùa nhưng mà làm thêm phòng ốc rồi về thành phố Bắc. Ở đâu anh? Dạ, ở Santa Ana. Ở Santa Ana, thành phố trở ngại, trở ngại. Dạ, trở ngại. Thì đang cầu cứu anh là hội cư sĩ để mà anh giúp cho cô. Dạ. Anh giúp cho để cô. Để xin giấy phép hay sao thưa anh? Dạ. Tại vì khi cái nhà thì đương nhiên hợp pháp rồi, nhưng mà khi cất thêm không có xin giấy phép. Cho nên bây giờ những cái chỗ cất thêm đó, mình phải có người kiến trúc sư để dễ lại. Dễ làm thế nào cho nó hợp pháp, đúng tiêu chuẩn của thành phố. Thì mình dễ lại, cái nào mà làm quá thì mình cắt bớt hoặc là thêm vô. Và làm foundation thêm vậy. Thì làm vậy họ mới, inspector họ sẽ tới kiểm soát. Và nếu được họ sẽ chấp thuận và coi như mình hợp pháp hết. Thì cái đó cũng khó, qua nhiều chặng đường khó khăn lắm. Thì ở đây tôi có mấy người kiến trúc sư, họ đi làm giúp giùm. Thưa anh, nếu như vậy thì em cũng đặt câu hỏi luôn. Có nhiều khi là quý thầy, quý cô, các tiểu ban khác mà xây chùa, lập chùa mà có những cái trở ngại như vậy trong cái công việc xây dựng thì anh có thể giúp được không thưa anh Lê? Thưa tiểu ban khác thì nó khó, tại vì cái chuyện đó mình phải làm tại địa phương. Và mình chỉ có giúp được cho họ là làm giấy phép của chùa hợp pháp, giúp cho các tăng ni hợp pháp để có thể sanh. Nhưng mà mình cũng có tiếng nói của hội cư sĩ. Thì mình có thể giúp được những trường hợp pháp. Không, cái đó là phải lên tầng tại thành phố. Thành phố là số 1 ở Mỹ rồi. Thành phố của nơi cái chùa. Thì cũng có những người ở trong chùa đó, mình có thể giúp cho những người kiến trúc sư để dễ ra được. Vừa rồi, hồi xưa tôi có một người ở Wichita. Wichita. Thì sư cô làm không đúng. Có một anh bên này dễ dùm. Và anh bay qua bên đó luôn. Anh có thiện chí, nó anh thích tới bay tới để giúp luôn. Thì dễ xong thì họ cũng làm lại đàng hoàng. Cũng được, hôm nay cũng hợp pháp. Ngon lành. Thưa anh, nếu mà như vậy anh có thể chia sẻ là nếu mà một sư cô nào đó mà ở một cái nước nào chẳng hạn đến đây mà định cư thì khoảng bao lâu, trường hợp thế nào để anh xin được thẻ xanh cho quý vị cô thầy đó thì, sư cô với thầy đó. Đây là một vấn đề rất tế nhị. Thí dụ như một người từ Canada. Ở Canada không ai thích ở hết, họ thích qua bên Hoa Kỳ. Thì muốn qua bên này từ Canada thì họ có quốc tịch Canada. Ở đó họ có quốc tịch Canada thì mình xin đi Mỹ. Xin đi Mỹ thì bây giờ sở di trú họ đòi hỏi là cái người đó phải làm việc cho một cái ngôi chùa ở Canada tối thiểu là 2 năm. Làm việc như một nhà truyền giáo, tiếng Anh gọi là minister. Thì họ phải làm việc 2 năm ở Canada, có giấy chứng nhận của chùa đó và giới thiệu đến một cái chùa tại Mỹ. Tại Mỹ phải có một cái chùa cũng có giấy tờ hợp pháp. Thì thường thường tất cả những cái chùa chúng tôi giúp cho họ đều có hợp pháp hết. Có cái non-profit của tiểu bang và liên bang, có khai thuế hàng năm. Thì khi đó thì chùa ở Mỹ sẽ đứng ra xin cho cái người kia với cái sự chứng nhận của chùa bên kia. Tức là do hai bên trụ trì họ giúp nhau. Tức là tối thiểu phải ở bên đó 2 năm. 2 năm, tối thiểu họ đòi tối thiểu 2 năm. Nhưng mà thường thường mình chứng nhận 2 năm thì sư chú họ chê lắm. Nhất là lúc này lúc khó khăn, thời kỳ ông Donald Trump đang giảm bớt số người một nửa nữa. Thành ra họ đòi thường thường mình chứng nhận 5-3 năm cũng được á. Từ lúc họ tới đó ai cũng chứng nhận nhiều năm hơn á. Thì cái thời gian mà mình xin cho họ có R1, có Religious Worker để mà được đi qua bên đây á, thì cái thời gian đó khoảng chừng 3 tháng tới 4 tháng. Khi họ tới đây rồi thì mình, nếu mà chùa thấy được, thích họ thì xin thẻ xanh cho họ làm những thủ tục. Có xin một cái để biến thành họ thành Special Immigrant Religious Worker, thành nhân viên tôn giáo đặc biệt. Xong rồi xin thẻ xanh cho họ, cái thời gian sau tốn khoảng 5-6 tháng. Tức là trong vòng tối đa là 1 năm, từ lúc họ rời Canada tới đây là xong. Hồi xưa thì nó nhanh lắm. Hồi thời của ông Rosewood thì rất là nhanh. Trung bình 5 tháng là họ có mặt tại Mỹ và có thể sanh hết. Nhưng mà tới thời ông Obama thì kỹ hơn. Tại ông Obama là luật sư mà. Thành ra làm, còn kỹ. Và bây giờ đó, những người rất khó. Rất khó. Có nhiều từ Việt Nam. Từ Việt Nam mà họ có đi nước khác. Thí dụ như bây giờ nó đòi hỏi 2 năm. Người ta còn chứng nhận 2 năm. Nhưng họ vô trong cái chỗ mà từ Việt Nam đó. Họ có access được bây giờ. Ông thời kiệm Donald Trump ngon lành lắm. Biết họ này, người này có đi du học bên Thái Lan 1 năm rồi. Họ bác đơn, họ nói ông đi du học 1 năm đâu có đủ 2 năm đâu. Cho nên họ bác đâu bây giờ đã tìm nhiều cái hay lắm. Họ, nhóm bây giờ không phải họ khó nhưng mà họ làm đúng nguyên tắc thôi. Như vậy nhưng là tổng hội cư sĩ cũng làm được nhiều việc. Giúp được nhiều lắm. Nhiều chẳng hạn như anh em thấy công đức vô lượng rồi. Công đức vô lượng vô biên. Anh cũng như là cái ngôi chùa Bát Nhã của hòa thượng mình, hòa thượng Nguyên Trí, của mình đó. Là nghĩa là từ đầu trong cái chùa ở Santa Ana ở bên đó, chùa nhỏ, rồi anh cũng lo, anh làm xin giấy phép đủ thứ, rồi bây giờ sang một cái chùa khác nữa, rồi hàng năm anh cũng tiếp tục giấy tờ cho hòa thượng, rồi hàng năm những cái chương trình tổ chức lễ Phật đản lớn như vậy đó là đều anh Hường Tấn Lê làm hết, thưa quý vị, giúp hết.
Chẳng hạn như nếu mà làm cái lễ Phật đản như vậy đó là phải xin giấy phép đúng không anh? Dạ, làm chẳng hạn mình làm ở Mount Square Park là Fountain Valley City, dạ. Fountain Valley thì anh cũng phải xin giấy phép. Dạ, xin đã phải lên county xin, nó có nhiều chuyện lắm. Trong trong cái Orange County Park họ đòi nhiều điều kiện lắm. Khó khăn. Ở đây. Dạ, cũng khó khăn nhưng mà rồi mình cũng quen rồi. Phải an ninh này kia, dạ, phải tốn tiền nhiều lắm. Mình tốn tiền, trung bình mình phải chi minimum, giống như minimum wage của mình là khoảng 60-70 ngàn đồng. Dạ. Trung bình cho mấy ngày anh? Dạ, một ngày đó. Cho 2 ngày á, thường làm thứ bảy chủ nhật. Dạ. Thường thường là làm thứ bảy chủ nhật, chẳng hạn như là 2 năm rồi làm ở Fountain Valley, Mount Square Park làm bây giờ là năm thứ tư. Nó, à, như em nhớ, à, 4, em tưởng 2 năm, dạ. 4 năm, nhanh quá. Dạ, đã nhanh. Dạ, thưa anh, thì em nghe nói là anh nguyên gia đình anh ăn là ăn chay trường hết, thưa anh. Dạ, thì gia đình tôi với vợ anh tôi. Anh được mấy dạ. cháu, thưa anh? Dạ, có một cháu. Rồi anh chị và cháu ăn chay trường hết? Dạ, dạ. Ồ, dạ, anh có thể chia sẻ cho quý khán giả biết ăn chay trong đạo Phật như thế nào, thưa anh? Dạ, cảm ơn chị hỏi câu hỏi đó. Thì ăn chay là chuyện dễ rồi, trong đạo Phật ai cũng ăn chay hết, chị Phương Huế cũng có thể ăn chay rồi. Dạ. Thì ai cũng ăn chay, dạ. Thì cái đầu tiên khi mà một người trở thành Phật tử thì mình thường hay thọ tam quy ngũ giới. Yeah. Một trong những cái ngũ giới đó, cái giới đầu tiên là giới ăn chay không sát sanh. Không sát sanh tức là ăn chay, không? Cái phần lớn của không sát sanh là ăn chay. Yeah. Thì cái ăn chay là cái quan trọng trong đạo Phật, tại vì nó thể hiện được lòng từ bi của mình, không giết chúng sanh. Đạo Phật quan niệm chúng sanh là gồm cả súc vật và con người, những người mà cần có mạng sống. Thì cái đó là cái đạo Phật quan niệm, cho nên đưa cái giới đầu tiên lên. Giới đầu tiên đó là giới không sát sanh, tức là ăn chay vì lòng từ bi. Thì ăn chay nó có lợi là mình không sát sanh, không sát sanh đó là lợi đầu tiên rồi. Lợi thứ hai là mình khi mình giết một cái con vật hay giết một cái người thì đạo Phật quan niệm đó là tạo một cái nghiệp. Thì mình không được tạo một cái nghiệp gì hết, để đời sau mình không phải trả gì hết. Không tạo nghiệp để mà trả, thường thường là nó nghiệp duyên đó. Nghiệp duyên gặp nhau đều có duyên, mà không có nghiệp thì không gặp nhau được. Yeah. Thì cái nghiệp mình không tạo cái nghiệp được, ăn chay. Và cái lý do mà thứ ba nữa là ăn chay là mình thấy mình không có dính liền với những cái khó khăn, nó nhẹ nhàng lắm, ăn cái nhẹ nhàng, thảnh thơi. Yeah. Người nó thảnh thơi. Và ăn chay mình không có vướng bận gì hết, mà có vướng bận với cái cuộc đời này, mình thấy là ăn chay nó nhẹ nhàng, không có gì hết. Thì đó những cái lợi lạc của ăn chay. Nhưng mà cái lợi lạc quan trọng nhất là không sát sanh, mình không có giết ai hết. Yeah. Không? Thì cái đó là cái ăn chay. Tuy nhiên những lợi ích của ăn chay thì nhiều lắm, mình nói cả ngày cũng không hết. Dạ, dạ, như thí dụ như ăn chay, dạ. Ăn chay mình không bị cholesterol, tôi cholesterol 140 thôi. Dạ, không bị rồi. Cholesterol, không bị nhiều thứ bệnh khác. Nhiều lúc người ta đăng báo thấy có nhiều supermarket họ cần phải lấy những cái thức ăn mà thịt ra, tại vì cái này bị nhiễm trùng, bị cái này khác. Uh-huh. Mình ăn chay mình thấy mình mấy cái đó tôi không có phải đọc gì hết. Dạ, không bị vướng bận gì hết. Dạ. Dạ. Nhưng mà nó cũng có những cái khổ của người ăn chay. Như tôi đi làm việc ở trên trường, khi đi về học, đi làm seminar từ tiểu bang này tới tiểu bang khác, ai cũng ăn mặn hết. Cái nhiều lúc tôi phải gấp một miếng rau trong một cái dĩa thịt lớn. Yeah. Thì mình không làm gì được, không lẽ mình vô mình nói tại mình cái này cái khác. Yeah. Thành ra nhiều lúc mình chỉ ăn bánh mì với bơ thôi, cái món yeah. chính của tôi. Thành ra cũng có những cái khó, nhưng mà sau này những cái năm là một cái mang thức ăn theo những, đó là sau này anh những năm mà sau anh này tới thì một cái bà xã tôi làm mà anh người ta ăn mặn hết mà mình nói mặn chay, đâm ra cái người chủ tiệc người ta ấy nấy trong lòng, đó là mình bị tội thêm. Dạ. Ra cái là cứ mình cái tự động mình lấy đồ ăn thêm. Dạ. Mình ăn hoặc là nhưng mình bây ăn giờ nước thì tương cũng được. Có nhiều lắm ở trên trường tôi, mấy người trong câu lạc bộ họ cũng biết tôi ăn chay rồi, cho nên là mỗi chay nhiều thứ khác nhau. Dạ. Mình đi tới nhiều nơi thì mình biết cũng order được. Và bà xã tôi cũng rành nhiều nhiều năm rồi, cũng rành cho nên đem đồ ăn theo. Trời ơi, chị yeah. chị nấu ăn chay ngon lắm. Dạ. Tại vì em đã tới ăn chay yeah. nhà yeah. rồi. Yeah. Chị nấu ăn chay ngon tuyệt vời luôn. Chắc chay... anh không ăn ngoài đường nhiều đó ha. Dạ, cũng có nhiều lắm. Đi nhiều điểm danh hết, tất cả những tiệm chay đều tiệm đi. Tiệm chay đều biết hết. Ăn chay dạ. Nhưng mà chị nấu không? Ngon. Dạ. Chị nấu em thấy ngon lắm. Dạ. Thì tại vì bây giờ tụi tôi mình cũng lớn tuổi hết rồi, tôi cũng dạ. về hưu rồi. Trong những năm vừa qua tôi phải đi làm một vài chuyện seminar, những cái môn mà mình dạy học á. Yeah. Thì mà đi làm, nhưng bây giờ những ngày chót cùng là tôi không đi làm nữa. Tôi quyết định nhiều chuyện quá, mình làm chuyện Phật sự nó nhiều quá, tôi không còn giờ để làm nữa. Chỉ có hai chuyện, chuyện Phật sự, chuyện anh em ngồi cộng đồng và chuyện business của mình. Dạ, anh cũng còn làm tiếp tục business của anh. Thì business, tức là những cái chăm bớt nhà, dạ. Những cái property của anh bây giờ anh cũng phải coi chứ. Dạ, cũng phải coi nhiều, tôi có những người manager họ lo manager, hết. Dạ. Nhưng mình cũng phải có mặt, tuần mình có mặt một ngày hay cái gì mình coi để mình biết. Mình biết rồi tôi muốn chuyển những cái đó cho con tôi. Nhưng mà con tôi nói con không cần tiền, con không thích, ba đừng bây giờ giao cái đó cho con hết. Thành ra bây năm giờ nay cháu bao nhiêu tuổi rồi anh? Dạ, tôi sinh năm 72.
tức là bốn mấy rồi đó, bốn mấy tuổi. Con đó có một đứa con 12 tuổi, một đứa con 10 tuổi rồi, hai đứa con trai, dạ, tức hai đứa cháu. Thì hai đứa cháu nội. Thì tài sản của tôi, và hai cháu ngoại á, tài sản của tôi là vợ chồng, đứa con, thằng rể và hai đứa cháu. Vậy là quá hạnh phúc rồi anh. Dạ, nhưng mà anh làm việc Phật sự anh cũng vui vậy. Dạ. Thấy không? Anh làm việc mà những cái nơi nào cần tới anh là đều có mặt của anh. Khi cháu tôi nó đi hướng đạo, hồi trước đi gia đình Phật tử mà giờ con tôi bận quá không có thời giờ trở đi gia đình Phật tử, thì nó đi hướng đạo, trong hướng đạo nó có cái chương trình tôn giáo, mỗi người tùy theo tôn giáo của mình để học Phật. Ừ. Mình Phật giáo thì học Phật. Ừ. Tôi có dịp để dạy cho mấy đứa nó, tại dễ gì mình bắt mấy đứa nhỏ nó học được, khi hướng đạo rồi bắt buộc nó học. Tôi dạy từ nó mỗi là mới vừa rồi tôi cho nó hối bài đối đáp với nhau, hai đứa trẻ mà đối đáp nó rành quá trời, bà xã tôi nó hơn bà nữa, rồi nó đối đáp nó ngon lành lắm, rành ghê lắm. Tụi nó mình dạy đó. Cháu nội lớn bao nhiêu tuổi anh? Dạ lớn 12 tuổi. Dạ. Còn đứa nhỏ anh? Dạ 10 tuổi. Hai đứa con tôi nói chỉ để hai đứa thôi. Tôi nói để bao nhiêu đứa cũng được hết. Hai đứa trai hay là? Dạ trai hết. Hai đứa trai. Dạ. Thì đó là gia đình cũng vui lắm. Khi có tiếng khóc trẻ thơ thì nó vui. Dạ. Dạ. Giờ mình chịu nuôi rồi. Nhưng mà dâu không chịu đẻ thì cũng vậy. Dạ quê đó dạ. Dạ. Thì... để trở lại cái vấn đề mà hồi nãy anh em mình nói á, cái vấn đề việc làm của anh đó. Dạ. Tại vì mình lướt dạ, qua. Thì bây giờ mình trở lại cái vấn đề mà anh muốn chia sẻ về cái việc làm lúc mà anh còn làm ở bộ dân vận chiêu hồi, hồi đó. Dạ. Dạ. Khi thực sự thì khi làm bộ dân vận chiêu hồi, mặc dù có khoảng 3 năm kể từ lúc chúng tôi ra trường cho đến ngày mất nước, nhưng mà nó có rất nhiều kỷ niệm, và những kỷ niệm đó nó gian díu, nó kéo dài. Tại vì chị biết nếu mấy chị làm cán bộ dân vận chiêu hồi, khi mà các chị vào trại học tập thì đó là một cái rất là khó khăn. Ngày đầu tiên khi tôi đi về miền Trung, cái người hỏi cung tôi đầu tiên, nó nói anh làm tới chức này, anh giết biết bao nhiêu người cách mạng như tôi. Mình nghe mình cũng mệt rồi. Nó, anh giết biết bao nhiêu người cách mạng như tôi đến được vô làm cái chức như thế này. Thì làm dân vận chiêu hồi, làm người thông tin, cũng như bên cảnh sát, bên tâm lý chiến là ăn khách nhất đối với Cộng sản, cho án cao nhất và ở lại lâu nhất. Cái đó là cái mà nó khó khăn. Hơn tí nói ra thì mình cũng chấp nhận, mình nghĩ ok. Mình khi làm công chức, mình chấp nhận thì mình dấn thân. Ai vô học trường quốc gia hành chánh thì mình sẵn sàng chấp nhận hết. Yeah. Cái này thôi mình làm, có gì mình chấp nhận cái đó, nhưng mình đâu có sợ, mình để làm. Mình có một lý tưởng quốc gia dân tộc, lý tưởng tự do của mình. Yeah. Mình đâu có chuyện đó, nếu mình có chết cũng không sao. Yeah. Thế mình chấp nhận. Thì đi làm hay nhất là cái thời kỳ mà năm 1972 khi bắt đầu ký kết Hiệp định Ba Lê. Thì chúng tôi vừa về đó. Thì một mặt bộ dân vận có nhiều chiến dịch đi ra, mỗi năm đều phải học tập để mà đi thuyết trình các nơi. Đi xuất hiện các nơi, một mặt nữa tuyển mấy chị ca sĩ trong đoàn Văn Thiên Trung ương, khi trước khi mình nói chuyện thì ca sĩ đều ca hát hết. Rồi nhiều chiến dịch mình đều phải đi nói chuyện, ai cũng phải đi nói chuyện hết. Đi nhiều địa phương nó cũng gây go lắm, gây go đến tính mạng của mình nữa. Chị biết đi vào đời, có lần chúng tôi đi xuống vùng 4 ở một cái chi dân vận chiêu hồi, một cái chi tức là ở cấp quận, mới vừa bị tấn công, anh em tôi đi tới mình không biết gì hết. 10 phút họ tấn công ở đó, bắn người chết. Mình 10 phút sau mình có mặt ở đó, rồi mình vẫn tiếp tục nói chuyện này khác. Thì cũng nguy hiểm lắm, nhưng mà mình thích khi mình đi làm. Khi tôi chọn bộ dân vận chiêu hồi là mình cũng thích rồi. Khi mà ông Hoàng Đức Nhã về làm quyền tổng ủy trưởng dân vận, thì có nhiều thay đổi, sau đó biến thành bộ dân vận chiêu hồi. Rồi nhiều ông tổng trước khác đến, mình cũng làm những công việc đó. Và an ủi nhất là có những năm 1973 khi cuộc cách mạng hành chánh ở Việt Nam bắt đầu, thì tất cả những cán bộ dân vận không phải đi học để làm, để trở thành về cách mạng hành chánh, mà cán bộ dân vận được đi xuống Vũng Tàu để dạy, để thuyết trình. Thì khi đó là có nhiều nghệ sĩ lắm. Nhiều nghệ sĩ đi xuống đi hát mỗi bài thuyết trình của mình, đi ca. Lúc nào cũng có tụi em đi công tác hết. Thì lần đầu tiên mà ở Mỹ, ở Việt Nam mà phát những hộp cơm, hộp đồ ăn bằng hộp, chưa bao giờ có, chưa ai làm chuyện đó. Mình giống bên Mỹ bên này, tại mấy ông ở Mỹ về bắt chước làm như vậy. Thì xuống Vũng Tàu đã hát, rồi để ca hát, rồi tụi này cũng đi nói chuyện. Mình làm việc mình thích lắm. Lúc đó mình làm việc, hồi thời ông Nhã thì làm việc rất bận ngày đêm. Mình chỉ biết tinh thần quốc gia, chỉ biết yêu nước, không biết gì nữa, không có giờ giấc nào hết. Những người bạn tôi đi những nơi khác họ rất sung sướng, rất phè phẩn. Trong lúc tôi làm bộ dân vận ngày đêm luôn, bằng đêm cán bộ phải trực, bằng ngày phải làm cả cuối tuần. Thế ông tổng trưởng ông về, ông còn trẻ đó, cái bầu nhiệt huyết ông cao lắm, thành thử ra là ông năng nổ lắm. Dạ, làm nhiều lắm, anh em làm nhiều thì có nhiều kỷ niệm. Nhất là mình còn trẻ nữa, mình còn thích ghê. Nhưng mà khi mất nước một cái, mọi người đều chớ bớ hết. Mất nước rồi đi ở tù, những năm mình cũng không tưởng tượng, mình tưởng một vài tuần mình về, kéo dài năm này qua năm khác. Nhiều anh em phải ở 5-6 năm. Bây giờ mà khi tới Mỹ thì tôi nghĩ khi có chương trình HO tôi mừng lắm, tôi nghĩ nếu không may mắn tôi còn ở lại HO như anh em. Thành ra thì bây giờ mình bảo lãnh anh em để mình lo cho anh em.
thì lo nhiều. Cũng như có lúc tôi nghe ở Phi Lộc Tăng nó chừng 50 gia đình đi, tôi nghĩ này cho tôi lo mình tôi cũng được nữa. Anh mới thấy anh Trình hồi là lên kêu gọi quá. Tôi gọi vô nói anh muốn tôi lo mình tôi không? Mấy nó cũng có nhiều người xung phong đó, họ có những người bà con được bên đây hết rồi. Thành ra có chừng 5-3 gia đình đến giao tôi nói mấy gia đình là tôi dư sức để lo 50 người dễ quá. Gia đình. Tại những người mà chưa ước chưa ráo mới bước qua rất là tội nghiệp. Họ cũng phân vân lắm. Tấm lòng mình đón nhận người ta là quý lắm đó. Cái quan trọng mà tôi nghĩ là cái philosophy để nhận người tị nạn đó là mình người bảo lãnh đừng bao giờ dập tắt cái niềm mơ ước của người tị nạn. Khi họ tới đây họ đều có một niềm mơ ước hết. Thí dụ những gia đình đó, con tôi phải đi học bác sĩ, thực sự họ làm được đó. Nhưng mà nếu mình nói ôi bây giờ ông có tiền xài mà ông làm chi, mình dập tắt giấc mơ của họ thì không còn nữa. Tôi nghĩ giấc mơ của người tị nạn tới đây đều có thể thực hiện được nếu họ muốn. Thành ra tôi nói anh em làm đừng bao giờ dập tắt giấc mơ của người tị nạn hết. Thì nhiều đa số anh em HO của mình đều thành công hết, con kiếm rồi đi học ngon lành hết. Ai cũng thành công. Bây giờ tới thế hệ mà thế hệ trẻ họ đều làm việc được hết. Bốn mươi mấy năm em có một cái thắc mắc là một năm mình nhận được bao nhiêu người chưa hồi anh? Hồi đó theo thống kê mà mỗi năm mà mình nhận được bao nhiêu người chưa đó hồi? Là trước năm 75 chị muốn nói trước năm 75 dạ. Thì con số đó mình có tới mấy chục ngàn người một năm mình không tính một năm được, nhưng mà họ về từng chiến dịch. Thí dụ như quân đội của mình đi hành quân nhiều ở cái vùng đó và cán bộ hồi đó có các bằng xây dựng nông thôn mình làm việc nhiều ở vùng đó thì họ phải ra hồi chánh, họ kẹt đường rồi họ phải ra hồi chánh. Thì có những người rất lớn như anh Bùi Thiện, không anh Bùi Thiện có nghệ sĩ Đoàn Chính nữa. Đoàn Chính rồi những người có những ông như ông Tám Hà đại tá, nhưng mấy ông này hay lắm, biết cộng sản cho nên ngày vô ngày cộng sản 30/4 mấy ông trốn bặt tâm luôn, không ai biết hết tại đúng nghề của ông rồi. Thì có nhiều người đó, đa số những giới trẻ thì họ về họ làm cán bộ tuyên vận của mình tại các cơ sở dân vận địa phương. Thì họ làm cán bộ tuyên vận giống như an ninh vậy đó. Thì nhiều người lắm, đủ thứ ngành nghề khác nhau. Và đa số họ trở về tức là họ trung thành hết, thành thật hết, chứ không có ai gọi là trá hồi á. Trá hồi tức là đi về để tiếp tục làm cán bộ và cộng hồi vậy. Của mình thì không có may mắn. Trường hợp không? Chỉ có một lần. Giống như có cái trường hợp chứ, có trường hợp nào mà họ giả vờ, họ hồi chánh. Có một lần, có một lần nhưng mà sau đó anh đã chết rồi, anh đã chết rồi. Có một lần mà người bắn anh đã chết, còn bộ dân vận không bao giờ gặp có trường hợp nào trá hồi hết. Đa số họ thành thật. Có người cũng là... Có một lần, dạ. Còn đa số thì họ cũng trở về thành thật hết. Nhưng mà lúc anh làm dân vận anh có thường đi công tác xa không thưa anh? Dạ đi hoài thôi, đi nhiều lắm. Phần lớn tôi đi ở đi là đi ra ngoài mặt trận hay là đi dân phòng? Đi dân phòng cho thí dụ như đi điều tra rồi đi hướng dẫn địa phương cái này cái khác. Có những người luôn luôn có những người làm không đúng với cái tinh thần, không đúng kỷ luật thì mình đi, hoặc là mình làm tại chỗ tôi chỗ hành chánh cho nên phải đi để hướng dẫn họ để điều tra để làm cái này cái khác. Cái thời kỳ ông Tông Trấn hồi Đức Nhã là ai cũng phải làm việc, không có hành chánh gì, ai cũng phải phân việc gì, đi phải đi nói chuyện hết. Ngay cả cán bộ tại bộ này cũng phải học tập dài dài, cũng phải ra ngoài học hết. Mình về thì mình phải dạy lại cán bộ trước khi mình đi thuyết trình ở các địa phương. Dạ. Thành ra mình làm việc nhiều lắm. Lúc trẻ thì mình chịu nổi là mình thích. Với trẻ ai cũng có lý tưởng, mình ra trường mình thích làm việc cho nên khi gặp công việc như vậy thì mình cũng thích lắm. Dạ. Anh như vậy là anh sang bên Mỹ anh đi bắt đầu đi dạy ở những trường nào thưa anh? Dạ thì tôi sang Mỹ lúc đầu tôi mới đi qua đây thì làm kỹ sư. Để em biết rồi nhưng mà tôi tới Mỹ làm sau kỹ sư. Này em nghe anh sau đi dạy đó. Sau đó tôi có PhD, có PhD thì tôi dạy. Tôi dạy ở một cái trường University of Lover cũng gần đây, trường tư. Trường tư thì nó dễ hơn tại tôi đi học cũng trường tư. Thành dạy trường tư tôi dạy về môn nó gọi là Organizational Management, quản trị tổ chức. Tại nghề đó nghề giống như nghề quốc gia hành chánh. Thì tôi học cũng trường hành chánh, tiếp tục học PhD về hành chánh giống như hành chánh Việt Nam, hành chánh công Public Administration, hành chánh công tức là hành chánh của chính quyền. Thì mình làm nhiều việc lắm. Mình tổ chức những cái seminar cho những người thị trưởng, những người city manager và những người làm công tác hành chánh ở đó. Họ mua vé, họ vô trường, họ dạy, tới họ học, rồi mình đi thuyết trình những cái gì mới. Ở Mỹ là luôn luôn có những cái gì mới chứ không được xách cái cũ năm ngoái bài thuyết trình như vậy ra là mỗi năm mỗi mới, thành ra phải nghiên cứu bài vở. Thì mình phải đi hội thảo. Mình phải đi hội thảo, trường phải mua vé cho mình đi. Từ những cái chỗ chuyên môn nó tổ chức nó bây giờ mình phải làm như thế này. Mà nhất là người Nhật đi gặp người Nhật họ qua đây học ghê. Họ đưa nhân viên qua đây học, để họ cần tiến bộ lắm. Thì năm nào mình cũng phải có mới hết. Ở trường thì nó ngồi cái môn mình dạy mình phải làm công việc đó, mình phải đi học thêm, phải hội thảo dữ lắm. Chứ môn dạy một tuần mình dạy 2-3 buổi là hết rồi. Thì mình những năm đầu tiên mình soạn bài, những năm sau thì mình phải rồi. Thì mình phải tổ chức, mình phải sẽ nói cái gì. Năm tới mình dạy học mình sẽ nói cái gì. Nếu đi hội thảo kỳ này cái môn của mình đó mình sẽ nói cái gì.
cái gì mới hơn. Năm ngoái mình đã nói gì, năm nay mình đã nói gì, cái đó học tập dữ lắm. Tức là mỗi lần đi công tác là anh thuyết trình hay sao thì anh? Dạ, mình phải thuyết trình đó tại trường. Môn của mình là mình phải nói thôi. Thí dụ môn của mình từ 8 giờ tới 10 giờ mình phải nói, ngồi đã chờ ai có câu hỏi gì trả lời xong mình mới. Cho nên hôm nay mình nói 1 tiếng rưỡi không ăn thua gì anh hết á. Dạ thì đã anh nói tiếng Anh mà còn mấy tiếng được nữa, mà tiếng Việt thì thôi. Dạ. Tiếng Anh nói được mà tiếng em nói không được. Thì mình đi làm bữa nay nó có một cái, mà tôi nghĩ khó khăn. Khó khăn của mình là mình lớn tuổi, tiếng Anh dù mình giỏi tới đâu mình cũng bị giới hạn khi mình dứt bài. Thực tình không ai tự hào nữa là tôi đủ tiếng Anh để làm hết. Nhưng mà khi mà nói tiếng Việt thì mình làm việc tiếng Anh mỗi ngày, tiếng Việt mình càng dở hơn. Khi tôi còn viết một thông cáo gì ở chùa có những chữ tôi không biết có rê hay không, hay chữ tê hay chê, tại mình không xài. Ở Việt Nam mình xài hàng ngày, thành ra cái nào mình cũng dở lần. Nhưng mà mấy đứa cháu nội của anh có dạy cho các bé nói tiếng Việt Nam ở nhà? Có chứ, ở nhà bà xã tôi phải đều dạy tiếng Việt hết. Tôi tới đây tôi chuyên dung dạy tiếng Việt. Chỉ biết hồi trong trại học tập tôi được làm kế toán, và khi làm xong á, trại học tập mấy năm họ không bao giờ nộp hồ sơ kế toán được gì hết. Họ không nộp được, ở đó họ bị khiển trách ghê lắm. Cho nên họ nói bây giờ có anh nào làm kế toán họ đưa tụi tôi, nói mấy anh quốc gia anh chánh này làm được, đi về đi học. Thì anh đói tính học mấy tuần, tôi vô học 1-2 ngày là tôi thấy tôi có xong hết, tôi về làm. Thì anh giám thị đó nói anh có chắc anh làm được không, tại sao mới người ta cho anh 3 tuần anh đi 2 ngày anh về. Tôi nói cái này tôi làm được thông thả. Khi mình về làm mấy tháng xong thì anh mà làm trung úy của cán bộ cộng sản đó, anh nói tôi đâu có biết chữ đâu mà tôi ký. Trời, lúc đó mình mới hở hoi thấy nói tiếng Việt lành, tôi biết chữ đâu tôi ký. Tôi nói chết rồi, trời ơi, nghe nói mình làm xong cái này mình được về mừng quá mà. Thì tôi phải lo dạy tiếng Việt cho anh, phải dạy tiếng Việt cho anh. Nhưng mà anh này cũng nhanh lắm, tại vì 2 tháng là anh nói ngon lành lắm. Mà khi mình thấy đời này nó vui lắm. Khi trước anh không bao giờ có được quyển sách tiếng Việt, anh học được 2 tháng mới tiếng Việt chưa rành thôi, cũng biết nói rồi, biết đọc rồi thôi. Thì trong phòng ảnh tủ sách tiếng Việt quá trời, tủ sách nhiều, sách dở. Trời ơi, trung úy mà không có biết tiếng, không biết tiếng Việt, tại từ không nhỏ biết giờ, chữ đó, ý nó là không biết theo, chữ chứ đi theo cộng sản từ không biết nhỏ chữ bước, Việt từ 90 tuổi đi theo cộng sản, đâu có dịp để học đâu, không biết mà gì. Được lên trung úy ngon lành vậy. Ngon lành tại vì nhiều chiến công họ chỉ rất nhiều. Việt cộng là dễ lắm, Việt cộng thiệt. Trời ơi, nó có những cái khổ gì, một người như vậy làm sao làm kế toán được. Trời mà chắc tin cậy ảnh vẫn để tiền bạc cho anh để anh làm. Có là giữ tiền thôi chứ làm kế toán đâu có biết chữ đúng đâu. Đúng rồi, giữ tiền cho anh đâu báo cáo được, đâu có biết chữ đâu. Vậy rồi mà, sao ông làm toán cộng trừ? Không, cũng rành, sau khi tôi dạy, trước đó ông cũng rành. Nhưng mà sau khi dạy tiếng Việt rồi thì anh mừng lắm. Tính nhẩm, chữ Việt, chữ Việt. Thì, thì cũng có nhiều chuyện, có nhiều trong cuộc đời mình đi qua, bây giờ tôi già rồi. Thì ngồi nhìn lại, mình qua nhiều chặng đường khó khăn đó tới ngày nay hết. Trong tù khổ sở, để trong tù khổ nhất là mình ngồi những ở người quê tôi nó không có dễ dàng. Mới từ Sài Gòn về thì họ nhốt trong cái biệt phòng rất nhỏ, mình trong một cái cell á, thì mình nói cái này khó chịu quá, mình chịu không nói. Nói chỗ này là chỗ hồi xưa anh nhốt tụi tôi mà. Anh nhốt tụi tôi. Thì nó khó khăn đó, mình ráng chịu đó. Những khoảng 100 ngày đầu tiên tôi bị còng tay ở sau lưng, lúc đó không có ai thăm mình, chỉ có mấy con muỗi mỗi đêm vô thăm mình. Thì tôi nghĩ cách mình để sống còn thì mình phải ngồi thiền, không? Tôi phải ráng tập thể dục. Mà mình đói thì mình đâu có thể tập được, nó khó khăn. Nhưng mà khi họ còng tay tới trước rồi thì tôi đỡ ghê lắm. Còng tay tới trước là mình mới dư sức, không? Mới dư sức. Thì tới lúc được ra làm lao động thì mình mừng quá rồi, không? Lúc đó là nhốt bao lâu mới ra lao động thôi? Khoảng cỡ 4 tháng. 4 tháng cộng trong mấy chục ngày, tính từng ngày, thuộc ghê lắm. Thuộc tính từng ngày. Rồi thời gian đó nó khó khăn. Thì mình không biết mình sống hay chết. Tại cái trại tôi có một lần sau cùng họ đem ra 120 người để họ bắn. Họ bắn tại chỗ đó cho nhà lên nhận xác. Ở miền Trung nó có vụ đó. Thì lần bắn sau cùng tôi mới vừa chuyển tới A30. Thì họ bắn sau cùng 120 người. Mà họ bắn sót tới một anh, còn một anh còn sống. Trước khi bắn thế thì ngồi đó đa số anh em là đảng Đại Việt, Đại Việt Quốc dân đảng ngoài tỉnh tôi đó, tại quê hương của ông Trương Tứ Anh, quê hương của Đại Việt. Thì họ nói đá đảo cộng sản, Đại Việt muôn năm. Bên đây bắt đầu bắn ầm, anh nào còn sống đá đảo cộng sản, la lớn lên. Mình không biết tới ngày nào nó kêu mình. Cái cảnh khổ nhất là không biết ngày nào nó bắn mình. Nhưng mà nhờ tôi ở Sài Gòn cho nên nó nghĩ những người này quan trọng, nó kêu sâu. Nhưng mà khi lần bắn đó thì cái địa phương nó bị lộ cho nên Trung ương về điều tra, nó không cho bắn nữa. Thì mình cũng đỡ, mình sống qua cái giai đoạn đó. Đó 119 người, còn có một anh sống sót, anh vô trại trở lại, đã hết bắn anh luôn. Người có số lớn hả? Anh trời ơi, bắn hết 119 người luôn. Rồi sau đó anh diện lượt với tôi, anh đi ra là... Thế là chưa có số. Dạ, thì cũng khổ lắm, người Trung có vụ bắn. Thí dụ như bây giờ, khi những người mà làm cán bộ từ cấp quận trở lên đi tập kết, họ đi ra ngoài Bắc, những người ở dưới còn ở lại thì dĩ nhiên chính quyền quốc gia mình phải bắt họ ngủ tập trung, mình phân biệt là đảng hạng A, hạng B, thì dĩ nhiên mình phải hành hạ họ làm khổ sở. Thì khi người cán bộ nào mà lỡ làm vợ con họ khổ sở thì bây giờ là dịp để họ trả thù.
giúp đỡ tôi, họ gỡ. Thí dụ như họ quen với tôi làm cảnh sát thì họ gỡ tôi, nó bắn dùm người đó cho tôi. Không? Thì họ gỡ nhau, trời, giống như mọi người, nhiều anh đi học tập về, mới học tập về thì về nhà họ đưa đi, chết luôn, mất tích luôn, không biết. Thì cái đó là những cái tư thù cá nhân. Ở miền Trung những cái khó khăn đã xảy ra ghê lắm, nó khổ lắm. Dạ. Như vậy thì đối với ở đây thì anh làm việc cộng đồng rất là nhiều, chỗ nào cần là có anh. Nhưng mà nói xoay về cái tình hình đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay đó, thì anh có cái nhận xét như thế nào thưa anh? Dạ, tình hình đất nước thì trong những ngày qua, cái may mắn nhất là bây giờ trong ngày 11 và 12 tháng 11 sắp tới này, ông Donald Trump sẽ ghé thăm Việt Nam. Và ngày 13, 14, ông Tập Cận Bình sẽ ghé thăm Việt Nam. Việt Nam như một cái hào quang của tất cả những đại cường quốc trên thế giới này để đến thăm. Tôi nghĩ đây là lúc mà những người chính quyền Cộng sản Việt Nam phải lợi dụng cái thời cơ này. Bây giờ có cả Mỹ tới thăm, có cả Trung Quốc và có cả ông Vladimir Putin, Nga Xô sẽ tới ở Phi Lộc Tân trong những ngày sắp tới. Thì Việt Nam bây giờ phải lợi dụng được tình hình. Mình không còn sợ Trung Quốc, Trung Cộng thôn tính mình nữa, mình không sợ tại có Mỹ ở bên rồi. Mình làm thế nào, lợi dụng tình hình làm thế nào để mà khi Trung Cộng bành trướng cái đường lưỡi bò, trình trướng vào những cái hải đảo, mình nghĩ đấy việc đây là việc của Mỹ chứ không phải việc của tôi. Không, mình có lợi quá. Không, giờ Mỹ lo lắng quá, Mỹ có mặt ở Biển Đông rồi. Thì tôi nghĩ hơn lúc nào hết, lúc này là lúc mà tình hình Việt Nam có lợi nhất cho người Việt Nam. Có lợi, nhưng vấn đề là nhà cầm quyền Cộng sản phải, người ta gọi là phải bắt được cái dịp này. Nếu mà thân Trung Cộng quá thì cũng chết cho mình. Mình thấy thân Mỹ đâu có mất nước đâu. Thực ra mình phải chú lên thân Mỹ, nhưng mà thân Mỹ đâu có mất, Phi Luật Tân bao nhiêu năm họ chơi với Mỹ, bao nhiêu thế hệ Mỹ đâu có mất nước. Duterte lên làm tổng thống vẫn chửi Mỹ như thường, đâu có sao đâu. Mặc dù đất nước Phi Luật Tân nhờ Mỹ rất nhiều mà cũng đâu có sao. Thành ra nếu mà đi Trung Cộng thì mất nước, mình khổ sở, đủ thứ chuyện xảy ra cho dân mình hết. Bao nhiêu năm khổ sở, dân họ không có lo được, thành dân mình họ lo cho nổi. Thành lúc này tình hình thế giới dù biến chuyển và Việt Nam rất có lợi, sự thay đổi này rất có lợi. Nhưng thì mà tôi sợ thấy mấy ông không có chịu đó chứ. Thì họ chịu, nhưng mà ngoài mặt như vậy thôi, nhưng bên trong vẫn không có thay đổi. Nhưng mà ít cũng không có để đặt cái tự do dân chủ cho nhân dân, không có đổi cái đường lối của họ. Tôi nghĩ đối với ngoài, bên ngoài mặt thì họ thấy rằng có sự thay đổi, mà sự thật bên trong á họ không có thể thay đổi được anh. Nhưng mà ít nhất là bây giờ mình thấy cái chuyện Trung Cộng mà tính bành trướng thôn tính Việt Nam nó không còn nữa. Cái đó có Mỹ bên cạnh rồi. Mình làm sao mà đi dây cho nó hay, để cái việc mà nó làm đó, việc nó ngăn chặn Biển Đông, việc làm khó dễ tàu thuyền Việt Nam là việc của Mỹ. Mỹ phải im trợ cho mình. Cái đó là dễ hơi đó. Đó là, dạ đúng rồi. Thì cái đó là cái có lợi nhất, nhất là bên này của mình. Nhưng mà sau những phong trào mà bây giờ thanh niên ở trong nước sẵn sàng đứng dậy để chống cộng, nhiều người sẵn sàng đứng dậy, như những vụ mấy cái blog mẹ nắm, những cái blog này blog khác đều để ai cũng dám đứng dậy hết. Nhưng khi mình nghe bài mấy chị ca sĩ hay bài Hello Việt Nam khi ông Obama tới, mình thấy mình muốn về Việt Nam quá, mình thấy mình thương Việt Nam quá ha. Nhưng mà bây giờ mình thấy cũng có lúc đã đến gần rồi. Tôi nghĩ nhất là tại đây, tại cộng đồng này đó, thì sinh viên Việt Nam du học rất nhiều, không phải 50.000 người mà mấy chục ngàn người, như ở Cal State Long Beach, Cal State Fullerton, có tôi đi về học những trường tư, có 15-20 người sinh viên Việt Nam đi học những trường lễ tế, và khắp nơi tại Hoa Kỳ đều có sinh viên Việt Nam đi du học. Họ học cái gì? Học những cái văn minh của Mỹ, học những cái văn minh của thế giới tự do, học những cái lời của một chế độ tự do, học nhìn thấy những cái khuyết điểm của một chế độ cộng sản. Khi họ về nước thì cái đó là cái lợi cho mình không cần đánh cộng sản. Chính những người đó họ sẽ lật đổ những chế độ cộng sản. Và vấn đề bây giờ của mình trong cộng đồng đó, thì mình làm sao mà mình nói được nhịp cầu cho họ biết chúng tôi bỏ nước ra đi không phải vì tôi chê Việt Nam. Nước tôi, đất nước tôi thanh bình, đất nước tôi đẹp đẽ lắm, đất nước tôi giàu có, mình đâu bao giờ thiếu gạo ăn đâu, chị thấy không? Không, mình phải tới đây để tìm gạo ăn, mà mình không chê về đất nước của mình hết, chỉ vì một chuyện duy nhất là vì cộng sản mình không thể chấp nhận, mình phải bỏ ra đi thôi. Nếu còn cộng sản thấy mình làm cán bộ dân vận mình cũng ngon lành, mấy chị lương còn cao hơn ai hết, thành ra không sợ. Đời sống lúc mình về Nam Cộng Hòa mình sống sướng chứ, mình vẫn sống được. Mình bỏ đi là gì? Mình không chấp nhận một chế độ cộng sản. Những điều đó mình làm sao mình nói được những anh em đi du học, những sinh viên đi du học, những thế hệ trẻ sau này đó anh. Và bây giờ mình thấy mỗi một lúc cộng sản nó phải hơn, nó nắm đất nước, nó hối lộ, nó làm đủ thứ hết, chính quyền nó có nhiều hết. Thì tại đây tôi nghĩ những phong trào, thí dụ như tôi nhìn thấy ông Phan Kỳ Nhân chẳng hạn, trong các liên hội cựu chiến sĩ, và tức là hội chống cộng sản và tay sai, những người đó họ đi làm tôi nghĩ rất là tội nghiệp.
Mình phải vinh danh những người đó là những chiến sĩ tự do. Tại mình cán bộ dân vận, mình thấy họ đi từ đây, họ lái xe đi Florida, lúc ông Donald Trump mới vừa tới, họ lái xe đi San Francisco, họ lái xe đi San Jose để yểm trợ, để Sacramento, để yểm trợ cho những cái gì mà chống cộng. Và nhiều anh em họ làm việc ngày đêm, nhiều tổ chức nhân quyền họ làm việc ngày đêm, như phong trào đi biểu tình. Nếu không có những người đó, Cộng sản bây giờ nó đặt tòa lãnh sự ngay tại bon xa mình. Mỗi ngày nó treo cờ đá sao vàng là mình đi qua lại, mình điên luôn, mình chịu không nói nữa. Bây giờ nếu không có những người đó, mình cứ nghĩ những người đó không không làm có lợi gì. Nhiều người họ bài bác những người đó, nhưng nếu không có họ, cộng đồng mình sẽ ra sao? Cộng sản nó tới đây liền. Tôi nghĩ chừng một vài ngày là cộng sản tới đây làm tòa lãnh sự. Thì ai là người chống đỡ? Lúc đó mình đi biểu tình là quá muộn rồi. Bây giờ thấy anh em mình quá hăng hái, sẵn sàng chống nó. Nó không dám tới đây đặt tòa lãnh sự trên San Francisco gì thế. Không dám tới đây, nó sợ. Thành tôi nghĩ cộng đồng mình phải yểm trợ cho những người đó. Mình phải vinh đi biểu tình, họ khổ sở lắm chứ. Bỏ gia đình, những người già cả rồi. Có những mùa mưa họ mặc áo mưa đi. Như vừa rồi đi ra Palm Springs, ngày mà có ông Obama tiếp đón những phái đoàn Việt Nam, thì họ vẫn đi biểu tình. Mình cái đó là những người đáng vinh danh. Cho nên là chúng em cũng sẵn sàng tiếp tay cho các anh đó, anh Phan Kỳ Nhân, anh Phan Tấn Ngu trong cộng đồng. Có gì cần đến chúng em là chúng em rất là sẵn sàng để tiếp tay. Bữa nay thì nói chuyện với anh á, còn nhiều việc, rất là nhiều việc để mà chia sẻ, nhưng mà thời gian thì nó có hạn thôi. Cho nên là theo thông lệ thì chúng em hãy hát một cái bài hát để tạm biệt quý vị khán thính giả. Với lại cho Nghĩa Sửa đờn nữa, Nghĩa Sửa ngồi nãy giờ hơi bị buồn. Ngáp rồi. Ngáp quá chừng luôn. Vâng, bây giờ là bài hát Tiếng Vang Trên Đồi của nhạc sĩ Văn Phụng, bài hát vui vui để tặng tất cả quý vị khán thính giả, các anh cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đêm thoát có mái lều nhẹ buông khói lam trong sương chiều rơi, nghe thoáng trên đồi ai hát lời tha thiết hòa theo tiếng đàn vang, tinh tinh tang tang tinh tinh tinh, các tiếng hát vang tất cả hòa với tiếng vang trên đồi. Mấy khúc ca vang trên đồi vang lắng trong sương chiều. Khi đến chân đồi phai lắng, hoàng hôn rơi dịu êm như giấc mơ. Sao ai đang say sưa êm đềm, thoáng có mái lều nhẹ buông khói lam trong sương chiều rơi, nghe thoáng trên đồi ai hát lời tha thiết hòa theo tiếng đàn vang, tinh tang tang tinh tinh tinh, nghe mấy khúc ca ba ca hòa với tiếng vang trên đồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trên đồi vắng lặng trong sương chiều. Nghĩa chỗ tài sẽ phải ghê. Nó mừng quá. Vâng, mời anh Lê gửi lời chào đến quý vị khán thính giả, thưa anh. Dạ, thưa quý vị khán thính giả, thưa hai chị. Thì tôi nghĩ mình tóm lược tình hình trong cộng đồng. Cộng đồng mình phải đoàn kết và làm hai việc. Việc thứ nhất là yểm trợ những tổ chức chống cộng như các liên hội cựu chiến sĩ, liên hội chống các bè lũ Tây Sai và Cộng sản. Mình phải triệt để yểm trợ và mình phải đoàn kết, vì nếu không đoàn kết mình sẽ thua cộng sản. Mình phải đoàn kết và yểm trợ. Thứ hai, một công tác thứ hai là tôi nghĩ bây giờ mình có gần 50.000 sinh viên Việt Nam đang có mặt tại Hoa Kỳ. Mình làm thế nào để trang bị cho họ một hành trang khi trở về Việt Nam? Đây là những người sẽ lật đổ chế độ cộng sản hay hơn mình. Đây là những người chính họ sẽ lật đổ một cái nhẹ nhàng khi thế hệ cha ông, những người này xuống rồi, những người trẻ lên làm. Mà khi họ đi bên cộng đồng này, họ nói, ôi tôi chỉ thấy biểu tình, tôi không thấy gì hết. Mình làm thế nào những người trách nhiệm của cộng đồng, trách nhiệm các hội sinh viên, tại tôi đi dạy học ở đó tôi gặp nhiều sinh viên. Tôi cố gắng ghê lắm, trong bản thân cá nhân của tôi, mình phải nói chuyện với họ. Mình bỏ nước ra đi vì sao? Chế độ này, mình không chấp nhận được cộng sản. Và bây giờ mình phải làm gì? Trách nhiệm thuộc về các anh, không phải tôi, trách nhiệm thuộc về các anh. Có nhiều người làm luận án tiến sĩ hay làm những cái paradigm shift, mà danh từ chuyên môn gọi là sự thay đổi đó. Lúc nào thay đổi, lúc nào thay đổi chế độ, mình cũng mừng lắm. Thì rất vui khi được đến đây nói chuyện với chị trong nhiều năm để chúng làm cán bộ dân vận cơ lạc. Chào tạm biệt quý khán giả luôn. Thì cũng xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chúng tôi trong suốt 1:30 vừa qua, và xin gặp lại quý vị trong những chương trình khác. Cảm ơn quý vị. Quỳnh Tấn Lê rất là nhiều. Chúng ta tới giờ chia tay rồi, thưa quý vị ơi. Trang Thanh Lan, Phương Quế, anh Quỳnh Tấn Lê cũng như Nghĩa Sữa rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình 1:30 đồng hồ vừa qua. Chúng ta tạm biệt ở đây, kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Hẹn tuần sau cũng vào giờ này, 7 đến 8:30 giờ Cali. Anh vui xa trường, cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Được biết rằng cái Medical Chair gần như là chỉ có cái hãng Inada này ở Nhật.